Chương 3235, tuyên cổ bí mật. Ánh mắt nhìn lại, đứng ở nơi đó đấy, chính là một tôn quái vật khổng lồ, hắn đứng ở nơi đó, tự là một tòa ma nhạc, tuyên cổ không người có thể vượt qua. Cái vị này quái vật khổng lồ, không biết là sinh vật gì, toàn thân của hắn bị một kiện cực lớn trường bào che khuất, trường bào thoạt nhìn có chút trách rưới, thậm chí khiến người hoài nghi phải hay là không từ nơi nào nhặt về. Nhưng, cái này thoạt nhìn có chút trường bào trách nát lại là vô thường tiên vật, thế gian không ai có thể có được. Cái vị này quái vật khổng lồ tay chống một bả vừa dài vừa lớn ngoặt liêm. Xem ra giống như là lưỡi hái tử thần, tùy thời cũng có thể thu hoạch tất cả mọi người sinh mệnh, hơn nữa, dạng này ngoặt liêm một cắt mà xuống, có thể nháy mắt thu hoạch ức vạn sinh linh sinh mệnh. Tại đây ngoặt liêm phía dưới, mặc kệ ngươi là thủy tổ còn là vô địch, đều sẽ nháy mắt bị liêm phía dưới sọ cái vị này quái vật khổng lồ ánh mắt nhìn thẳng lý thất dạ có lẽ trong thế giới này lúc ánh mắt của hắn nhìn thẳng lý thất dạ thời điểm giống như ánh mắt của hắn mới là cái thế giới này duy nhất ánh sáng đối mặt dạng này vô thượng kinh khủng thời điểm bị ánh mắt của hắn vừa chiếu đến cương đại trở lại tồn tại đều sẽ nháy mắt bị rút linh hồn của mình nhưng là lý thất dạ sừng sững bất động thản nhiên đối mặt ánh mắt của hắn quản chi cái vị này vô thượng kinh khủng ánh mắt có thể nháy mắt nhíp rời đi hồn phách, nhưng là, đối với lý thất dạ mà nói, lại không có chút nào ảnh hưởng. Đối mặt cái vị này vô thượng kinh khủng tồn tại, lý thất dạ nở nụ cười, nói ra, không, ta không phải khách đến thăm, ta là tới trạm các ngươi đầu chó người, nhớ kỹ, ta gọi lý thất dạ, để nhất hung nhân. Ta chính là chung kết người của các ngươi. Cũng là các ngươi duy nhất có thể nhớ danh tự. Ta, chính là các ngươi sợ hãi. Phanh, một thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, một tiếng vang thật lớn, một cái cự trưởng che khuất hư không, trong chớp mắt này, có mặt khác một tôn vô thường khủng bố thức tỉnh xuất thế. Cái này một tôn vô thường khủng bố chỉ bằng một cái cự trưởng liền đứng ở chỗ đó, hắn cự trưởng bao trùm mà xuống, che khuất hết thảy, chặn hết thảy ánh mắt, để cho người không cách nào nhìn rõ ràng hắn là bộ dáng gì tồn tại. Sợ hãi là cái gì? Cự trưởng vô thượng khủng bố cũng là miệng phun cổ ngữ, nhưng thần niệm là hết sức rõ ràng truyền tới. Màu mỡ Cự trưởng vô thường khủng bố ánh mắt theo dõi lý thất dạ, thèm nhỏ nước giải, từ từ nói, không nhớ rõ, lần trước ăn như thế màu mỡ đồ ăn là lúc nào rồi. Đích thật là màu mỡ không gì sánh được, trăm ngàn vạn năm lệ luyện, vô thượng chân mệnh, tuyệt vô cận hữu đạo tâm, tiếp xúc cửu đại thiên thư, cửu đại thiên bảo màu mỡ đến không gì sánh kịp, có thể ăn no nê. Cầm trong tay ngoặt liêm vô thượng khủng bố cũng chầm chầm vào lý thất dạ. Hắn nói ra lời này thời điểm, không cần nhìn thần thái của hắn, liền có thể tưởng tượng ra hắn thèm nhỏ nước giải. Nước miếng chảy ròng bộ dáng Thêm ta một suất. Trong chớp mắt này, vì thứ ba vô thượng khủng bố xuất hiện, hắn giống như như u linh, nghe được, tư, một tiếng, trên hư không gắn kết thành hình cái này vô thượng khủng bố hoàn toàn dung nhập trong hư không, không cách nào thấy rõ hắn hình thái, cũng vô pháp biết rõ hắn đến tột cùng có bao nhiêu cực lớn, nhưng là, lúc cái này một tôn vô thượng khủng bố gắn kết thành hình thời điểm, hắn có ba viên quỷ dị không gì sánh được con mắt, vừa lên hai cái, cái này ba con mắt trắng giả, tự hồ giống như, như là nháy mắt có đồ vật gì đó chuyển động một chút, liền có thể nháy mắt nhổ động thời gian đồng dạng. Ba cái vô thường khủng bố xuất hiện ở cái thế giới này, bọn hắn không có tản mát ra kinh khủng nhất khí tức, bọn hắn cũng không có bộc phát cử thế vô địch lực lượng. Nhưng là, lúc bọn hắn đứng ở chỗ này thời điểm, hết thảy đã thành định dạng rồi, thế gian hết thảy tại trước mặt bọn họ đều nhỏ bé không gì sánh được, không cần đi hoài nghi, chỉ cần bọn hắn há miệng ra, liền có thể nuốt vào tam tiên giới, cửu giới, thập tam châu. Không hề nghi ngờ, một khi bọn hắn rơi vào phạm thế tầm đó, mặc kệ lớn cỡ nào thế giới. Đều sẽ trở thành bọn hắn trong miệng đồ ăn, mặc kệ cường đại cỡ nào tiên đế, thủy tổ đều sẽ trở thành bọn hắn trong miệng mỹ vị. Chỉ cần chứng kiến bọn hắn, không cần thiết cảm nhận được lực lượng của bọn hắn rồi, vậy thì đã có thể dọa phá người lá gan, có thể đem cường đại vô địch dọa đến hồn phi phách tán. Đích thật là mỹ vị. Lý thất dạ nở nụ cười, nói ra, ta cũng muốn ăn no nê, nếu như đem các ngươi ăn hết, Ta tin tưởng, cũng đích thật là đại bổ, bất quá, ta không có ý định đem các ngươi ăn hết. Vậy ngươi tính toán như thế nào? Cầm trong tay liêm đao vô thượng khủng bố nhìn xem Lý Thất Dạ. Từ từ nói, thanh âm của hắn không có cảm tình, diễn nước yên tĩnh, trăm ngàn vạn năm đều là như thế, có lẽ, đối với bọn hắn mà nói, không có thời gian. Chém các ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, từ từ nói, các ngươi không phải vẫn muốn xuống dưới sao? Ta đây sẽ đưa các ngươi xuống dưới, cái này lúc đó chẳng phải hoàn thành tâm nguyện của các ngươi sao?" Hình như cũng đúng. Cái kia ba con mắt vô thượng khủng bố nói ra, "Chém chúng ta, đích thực có cơ hội rơi xuống dưới. Có ý tứ, tử vong của chúng ta chỉ sợ thế giới của ngươi là chịu không được." Cự trưởng vô thượng khủng bố nở nụ cười. Tiếng cười của hắn rất quỷ dị. Đích thực là có chút đại giới. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra một cổ xác chết thối rửa, đích thật là hư mất khối thổ địa, nhưng là, cảm giác không phải là nuôi phần đâu này, đây cũng là mập bùn đất, sẽ xảy ra mọc ra càng khỏe mạnh cây cối. Cái này là ngươi muốn hay sao? Cầm trong tay liêm đao vô thường khủng bố nhìn thẳng lý thất dạ, tự hồ muốn thấy rõ sợ lý thất dạ đạo tâm, cái này là ngươi tới nơi này mục đích. Không, đây chẳng qua là kèm theo giá trị mà thôi. Lý thất già dạ cười cười, nói ra, ta mục đích tới nơi này, trảm các ngươi. Trảm chúng ta, cự trưởng vô thường khủng bố nhìn xem lý thất dạ. Nở nụ cười, nói ra, bằng một mình ngươi, liền muốn trảm chúng ta. Mặc dù, ngươi thật là cường đại. Không, hắn rất cường đại, hắn có thái sơ nguyên mệnh. Ở thời điểm này, ở cái thế giới này một chỗ nào đó, vang lên một cái thanh âm sâu kín. Trong chớp mắt này, ba cái vô thường khủng bố ánh mắt của bọn hắn nháy mắt tách ra hào quang, tại thời khắc này ánh mắt của bọn hắn là trở thành duy nhất tia sáng tại đây đáng sợ dưới ánh mắt giống như muốn xuyên thủng lý thất dạ cái này ánh mắt quá là đáng sợ có thể nháy mắt nhường đại đế nhóm tan thành mây khói giữa phàm thế cường giả tại như vậy kinh khủng dưới ánh mắt giống như dung dế thậm chí liền dung dế cũng không khỏi chúng ta chủ quan rồi đích thật là thái sơ nguyên mệnh chứng kiến lý thất dạ cuối cùng ba con mắt vô thường khủng bố nói ra Lý thất giả không để ý tới bọn hắn, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái thế giới này một chỗ nào đó, ánh mắt ngưng tụ, giống như xuyên thấu tuyên cổ, tự như là nhìn thấu hết thảy, cuối cùng từ từ nói, ngươi là người kia sao? Đương Lý thất giả vừa nói ra, người kia thời điểm, trong thiên địa hào khí giống như thoáng cái động lại, coi như là ba cái vô thượng khủng bố đều thoáng cái ngưng trọng lên. Tự hồ, người kia không thể nhắc tới đồng dạng. Ở cái thế giới này một chỗ nào đó, trầm mặt một chút, trên thực tế, cái thế giới này vô thường khủng bố đều trầm mặt một chút. Không, ta không phải. Cuối cùng, cái thế giới này một chỗ lại một lần nữa vang lên cái kia thanh âm sâu kín, này mới khiến đông lạnh ở hào khí trì hoãn qua. Đáng tiếc, ta là muốn tới trạm hắn. Lý thất Dạ cười nhạt một tiếng, phong khinh vân đạm, quản chi đối mặt thế gian tồn tại khủng bố nhất, hắn cũng vẫn là phong khinh vân đạm rồi. Khẩu khí thật là lớn, muốn chém hắn. Cự trưởng vô thường khủng bố hai mắt mãnh liệt. Lại một lần nữa hướng lý thất dạ từ trên xuống dưới đánh giá nhiều lần, hắn chính là muốn nhìn xem lý thất dạ có cái gì nội tình có thể trảm người kia. Ngươi, không được, ngươi còn không được. Cái thế giới này một chỗ nào đó, cái kia thanh âm sâu kín vang lên lần nữa, nói ra, chỉ sợ, ngươi ngay cả chúng ta cửa ải này đều qua không được. Thật sao? Lý thất dạ nở nụ cười, từ từ nói, ta cũng rất chờ mong, ngươi đi ra một mình đấu sao. Không vội, để bọn hắn ba cái thử trước một chút thực lực của ngươi lại nói. Cái này thanh âm sâu kín mười phần thông dong, nói ra, hơn nữa. Chúng ta không hề lưu hành một mình đấu, mỹ vị như vậy, đương nhiên là muốn chia sẻ, đáng tiếc, tự là phân lượng thiếu một chút. Đương cái này thanh âm sâu kín nói ra lời như vậy thời điểm, nhưng cộng lông xương vẻ sợ hãi. Đổi lại những người khác, Nghe nói như thế, đã có thể tưởng tượng được, mình đã là nằm ở tàn sát trên bàn, bị những này vô thượng khủng bố từng cái chia cắt. Trên thực tế, không chỉ là cái này thanh âm sâu kín là như thế, như cự trưởng vô thượng khủng bố bọn hắn cũng là như thế, từ đầu đến cuối, bọn hắn đều đem lý thất giả coi là mỹ vị mà thôi. Thật giống như bọn hắn trong miệng một tảng mở dày. Tốt, vậy hãy để cho ta giết sạch các ngươi. Lý thất giả cười cười, nói ra, các ngươi tuyệt đối là cực tốt phân bón, tin tưởng lão Tạc Thiên cũng có nghĩ cách đấy. Lão Tạc Thiên Thanh âm sâu kín hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Lúc này, ba cái vô thường khủng bố đã chậm rãi phong tuyệt hết thảy, đã đem lý thất dạ vây ở chính giữa rồi, không hề nghi ngờ, ba người bọn họ muốn liên thủ chém giết lý thất dạ. Cửu đại thiên thư lực lượng, cửu đại thiên bảo lực lượng. Cầm trong tay ngoặc liêm vô thường khủng bố sâu kín nói ra. Quanh một thanh âm vang lên, ở thời điểm này, tử khí hiển hiện, lý thất dạ trên đỉnh đầu hiện lên tử quan, tại ông, 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 trong thanh âm, chỉ thấy tử thư ân mở ra, hiện ra tại nơi đó. Cửu đại thiên bảo. Nhìn xem tử quan, mặt khác hai vị vô thường khủng bố đều ánh mắt ngưng tụ. Không sai, trảm các ngươi, là đủ. Lý thất dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Trảm chúng ta ba con mắt vô thường khủng bố từ từ nói ngươi có lẽ còn không biết chúng ta nắm giữ bọn chúng thời điểm thế giới của các ngươi còn không tồn tại ta biết lý thất dạ cười cười lạnh nhạt nói đáng tiếc thái sơ tương phệ tại trong tay các ngươi cũng vô dụng trừ phi chính các ngươi không muốn sống ngươi cũng biết thật đúng là không ít cầm trong tay ngoặt liêm vô thường khủng bố cũng không khỏi ngoài ý muốn đây là một cái tuyên cổ bí mật cho dù có người biết bí mật này, chỉ sợ đã không tại trong trần thế rồi, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại biết bí mật này, này làm sao không cho bọn hắn ngoài ý muốn đâu. Ken, Ken, Ken thanh âm vang lên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu thỏng xuống từng đạo pháp tắc, 12 đạo pháp tắc nháy mắt đem Lý Thất Dạ chặt chẽ bảo vệ. Trong chớp mắt này, 12 đạo tắc thì phía trên, chính là hiện lên ba cái vòng xoáy, 12 đạo pháp tắc, cùng ba cái vòng xoáy ở thời điểm này một khối, tuyên cổ vĩnh tồn. Chương 3236, Chiến Thiên sụp đổ. Thái Sơ Nguyên mệnh rủ xuống, che chở Lý Thất Dạ quanh thân, trong khoảng thời gian ngắn, Lý Thất Dạ giống như tuyên cổ không thể xóa nhòa, ở thời điểm này hắn liền giống như Khải tại Thái Sơ, rốt cục Thái Sơ, hắn tự là Thái Sơ hóa thân. Thái Sơn Nguyên Mệnh Ở cái thế giới này một chỗ, cái kia thanh âm sâu kín vang lên, từ từ nói, chúng ta cũng từng có được qua nó, đáng tiếc. Lúc này ở trận ba vị vô thường khủng bố cũng đều chầm chầm vào Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu chỗ treo cao Thái Sơn Nguyên Mệnh, cái này có thể nhìn ra được. Bọn hắn đối với Lý Thất Dạ Thái Sơn Nguyên Mệnh cũng là thèm nhỏ nước giải, thậm chí là nhìn không được liếm môi một cái, đối với bọn hắn mà nói... Thái Sơ Nguyên Mệnh so lý thất giả huyết nhục càng thêm hấp dẫn nhân tâm. Hôm nay, Thái Sơ Nguyên Mệnh lần nữa trở về. Cự trưởng vô thường khủng bố lạnh lùng nói, lúc hắn nói chuyện thời điểm, thậm chí khiến người đã nghe được hắn tiếng nuốt nước miếng. Bằng ba người các ngươi, chỉ sợ là không có bổn sự này. Đối với vô thượng kinh khủng thèm nhỏ nước giải, lý thất Dạ bình tĩnh nở nụ cười, chậm rãi rút ra binh khí của mình. Một thanh trường đao, một bả tuyên cổ duy nhất trường đao. Trường đao xám trắng, chất cứng trắng không gì sánh được, tự hồ nó là từ xưa tới nay cứng trắng nhất trường đao, dạng này một thanh trường đao cũng không phải đặc biệt thu hút, nó thoạt nhìn tự hồ như là một bả dụng cho thiết chế tạo trường đao mà thôi. Nhưng là, tam đại kinh khủng tồn tại chứng kiến lý thất dạ trường đao trong tay thời điểm, bọn hắn không khỏi ánh mắt nhảy lên một chút, đồng tử không khỏi vì đó co rút lại. Rất quen thuộc khí tức. Ba con mắt vô thường khủng bố nó ba con mắt nhìn chầm chập lý thất dạ trường đao trong tay. Không khỏi hít hít cái mũi, tự hồ có thể nghe thấy ra cái gì khí vị đến đồng dạng. Quen thuộc đi, tin tưởng các ngươi đối với lão tạc thiên khí tức là cả đời đều khó mà quên được đấy. Lý thất dạ trường đao nơi tay, có thể trảm tiên, có thể đồ thiên, thần thái tự nhiên. Lý thất dạ trong tay cái thanh này trường đao, đúng là hắn tốn hao vô số tâm huyết chế tạo đi ra binh khí, Thanh binh khí này nguyên vật liệu chính là tề lâm đế gia cái kia khối thiên ngoại phi vẫn, lý thất dạ chịu thiên địa ức vạn hỏa chủng mà đúc chi, lại theo thiên kiếp lực lượng rèn luyện, có thể nói. Cái thanh này trường đao là trên đời không gì sánh được, tuyên cổ vô song. Khó trách quen thuộc như thế. Cự trưởng vô thường khủng bố chầm chầm vào lý thất dạ trường đao, từ từ nói. Giữa thiên địa, để bọn hắn kiên kỵ nhất tồn tại, lão tạc thiên. Mà lý thất dạ cái thanh này trên trường đao, đúng là có lão tạc thiên khí tức, cái này khó trách để bọn hắn cảm giác được cổ hơi thở này là quen thuộc như vậy. Đao này tên gì? Cầm liêm đao vô thượng khủng bố chầm chầm vào lý thất dạ trường đao, từ từ nói ra. Kiếp thiên, lý thất dạ lạnh nhạt nói, vốn muốn lấy tên đầu chó đao. Chuyên trảm đầu chó của các ngươi, nhưng là, lại cảm thấy quá lãng phí, dù sao, cái thanh này trường đao không phải vì các ngươi chế tạo riêng đấy. Kiếp thiên, lý thất giả cái thanh này trường đao danh tự cũng làm cho ba cái vô thượng khủng bố ánh mắt ngưng một chút. Về phần lý thất giả phía sau câu kia trêu chọc mà nói, bọn hắn đã không có đi nghe xong. Thương thiên như tại, ta phải cướp chi? Kiếp thiên đao, cái này là lý thất giả vì cái thanh này trường đao lấy danh tự. Tại năm đó hắn chế tạo cái thanh này trường đao thời điểm, liền cướp đi thương thiên lực lượng, cuối cùng đem cái thanh này cái này trường đao chân chính rèn đúc mà thành. Rất lâu không có ăn thịt Cuối cùng Ba vị vô thượng khủng bố thu hồi ánh mắt Bọn hắn thèm nhỏ nước giải Cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái Trong mắt bọn hắn Lý thất dạ đã là cái thất gỗ bên trên thịt cá Chỉ cần chém lý thất dạ Bọn hắn nhất định có thể ăn như gió cuốn Huyết nhục của hắn Về chúng ta Lúc này cầm liêm đao vô thường khủng bố từ từ nói Hắn mà nói là thương khanh hữu lực Không cho phép bất luận kẻ nào thương lượng cái vị này vô thường khủng bố nói ra lời này, hắn cũng không phải nói với lý thất giả đấy, hắn là đối trong thế giới này mặt khác vô thường kinh khủng tồn tại nói. Quan trọng nhất là, ánh mắt của hắn là nhìn phía cái thế giới này một vị nào đó, bọn hắn cần một cái hứa hẹn. Nếu như ba người các ngươi có thể đánh bại hắn, có thể chém giết hắn, ta tin tưởng không có huynh đệ sẽ cùng các ngươi đoạt huyết nhục của hắn. Ở cái thế giới này một chỗ, cái kia thanh âm sâu kín lại một lần nữa vang lên. Cái này thanh âm sâu kín làm ra như thế bảo đảm về sau, ba vị vô thượng khủng bố cũng không khỏi vì đó mừng rỡ, ánh mắt của bọn hắn lại một lần nữa đã rơi vào lý thất dạ trên thân. Cái này thanh âm sâu kín làm ra hứa hẹn, vậy ý nghĩa ít nhất không có những người khác sẽ cùng bọn hắn cướp đoạt lý thất dạ huyết nhục. Đây chính là bọn họ mong muốn đấy. Muốn vào bữa ăn. Cự trưởng vô thường khủng bố chầm chầm vào lý thất dạ cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái, nói ra, rất lâu rất lâu chưa ăn như thế thịt béo hôm nay chúng ta ăn như gió cuốn chắc chắn ăn no nê tốt mặt khác hai cái vô thường khủng bố cũng thoáng cái ánh mắt sáng chói bọn hắn cái kia sói đói dáng dấp khiến người xem đến cũng không khỏi vì đó sợn hết cả gai ốc đến a à, ta trước trạm các ngươi lại giết sạch bọn hắn lý thất dạ cười lớn một tiếng trong chớp mắt này oanh một tiếng vang thật lớn tại thời khắc này lý thất dạ toàn thân phúng dũng ra tiên quan tiên quan chế tạo kim thân, tại thời khắc này, lý thất dạ giống như là trong truyền thuyết đại la kim tiên, khí thế chi vô địch, bất luận cái gì vô thượng khủng bố cảm nhận được, cũng không khỏi ánh mắt nhảy lên một chút. Ken, ken, ken thanh âm vang lên, tại lý thất dạ toàn thân phúng dũng ra kim quan, trạng thái toàn bộ triển khai về sau, ba vị vô thường khủng bố cũng đều là binh khí nơi tay. Cái kia cầm trong tay ngoặc liêm vô thượng khủng bố, binh khí của hắn tựu là trong tay ngoặc liêm, ở thời điểm này, trong tay hắn hoặc liêm chấp động một vòng răng bạch ánh sáng lạnh, lạnh như vậy ánh sáng có thể nháy mắt chém rụng tuyên cổ thời gian. Hoặc liêm chi phong, có thể cắt lấy tiên thủ. Mà ba con mắt vô thường khủng bố, bên cạnh của hắn xuất hiện một bả kỳ lạ không gì sánh được binh khí, thanh binh khí này giống như vòng qua vòng lại nhãn hiệu, vần quanh lấy hắn mà chuyển động, cái thanh này vòng qua vòng lại nhãn hiệu đồng dạng binh khí, giống như khảm đầy vô số kim cương vỡ, nhưng là, lúc ngươi nhìn kỹ, sẽ phát hiện đó là ức vạn ngôi sao tế luyện mà thành, không nói khoa trương chút nào, dạng này một bả binh khí, chính là dùng một cái lại một cái thế giới tế luyện mà thành. Cái kia ức vạn khỏa chấp động lên hào quang kim cương vỡ. Vậy chỉ bất quá là vô số ngôi sao mà thôi. Dạng này một bả binh khí, không chỉ là ẩn chứa toàn bộ đại thế giới lực lượng, càng là theo ức ức vạn sinh linh tế luyện mà thành, nó có đáng sợ không gì sánh được oán niệm, có thể phá hủy hết thảy nghe được ken, ken, ken thanh âm vang lên, cự trưởng vô thường khủng bố ở thời điểm này cái kia bàn tay lớn đã mang lên trên một cái bao tay, một cái vô cùng lớn bích bao tay. Cái này một chi cái bao tay không biết rõ theo cái gì tiên kim chế tạo mà thành, nó có thể chịu tại thế gian lực lượng cường đại nhất, bất kể là cái gì lực lượng nó đều có thể chống đỡ được. Nơi tay bộ phía trên tổng cộng khảm có 5 viên bảo thạch, từng cái bảo thạch đều là độc nhất vô nhị mỗi một khỏa bảo thạch đều ẩn chứa không đồng dạng như vậy lực lượng, cái này năm viên bảo thạch, bọn chúng đại biểu cho âm dương, thời gian, không gian. Dạng này cái bao tay, đừng nói là cự trưởng này hung hăng đập xuống, tự là trong đó một viên bảo thạch nhán một cái, đều có thể nháy mắt cướp đi ức vạn sinh linh tánh mạng. Giết, giữa thạch hỏa điện quan này, lý thất già dạ dẫn đầu đồng thủ, tại khen một thanh âm vang lên, thái sơ nguyên mệnh nháy mắt phun ra thái sơ chi quan cùng lý thất dạ trên người hào quang tương dung. Trong nháy mắt này, lý thất dạ đã động thủ, một đao đánh ra, cắt ngang mà ra, nháy mắt thẳng đến cầm trong tay liêm đao vô thượng khủng bố, một đao tuyệt sát. Một đao cắt ngang, đơn giản đến không thể đơn giản nhất, nhưng, như thế một đao cắt ngang, nó lại chất chứa có thế gian ảo diệu nhất biến hóa, thiên địa vạn đạo đao pháp đều tận bao hàm đều ở một đao kia cắt ngang bên trong, quản chi dẫu rất giỏi đao thần, hết cả một đời, đều không thể tìm hiểu cái này cắt ngang một đao. Áp đặt phía dưới, nó có thể nháy mắt mở ra cửu giới. Nháy mắt mở ra thập tam châu, nháy mắt có thể mở ra tam tiền giới, có thể nói, áp đặt hạ thời điểm, có thể đem ba ngàn thế giới cắt tới, đây là cử thế vô địch một đao. Kèn thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, cầm trong tay liêm đao vô thường khủng bố chính là ngoặt liêm ra tay, hắn ngoặt liêm cũng nháy mắt cắt xuống, nhưng là, hắn cũng không phải cắt về phía lý thất dạ, mà là mở ra trước người hắn hết thảy. Ngoặc liêm cắt xuống, đừng nói là như thế duệ phong cắt ở trên người rồi, coi như là một sợi liêm mang nháy mắt cắt ở trên người, quản chi là thủy tổ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế một liêm cắt xuống, cắt ra hết thảy, nháy mắt cô lập lý thất dạ, không có không gian, không có thời gian, hết thảy đều bị cắt ra, quản chi lúc này vị này vô thường sợ diện thoạt nhìn cách lý thất dạ chỉ là gần trong gan tất, nhưng là bọn hắn đã hoàn toàn là không cùng một cái thế giới rồi hắn một liêm cắt xuống cắt ra tất cả liên quan cắt đứt hết thảy nhân quả bị cắt đứt nhân quả quản chi ngươi hết cả một đời đều là không cách nào vượt qua đấy có thể nói lúc vị này vô thường khủng bố mở ra như thế một đạo vạn cổ độc nhất cái hào rộng về sau đừng nói là bình thường cường giả coi như là tiên đế thủy tổ hết cả một đời đều không thể vượt qua đạo này cái hào rộng đây là thế gian không có bất kỳ người nào vượt qua cái hào rộng đấy nhưng là lý thất giả kiếp thiên đao hết thảy mà xuống bất luận cái gì cái hào rộng đều giống như bài trí mặc kệ ngươi là sống ở ba nghìn vạn năm trước còn là sống ở ba nghìn vạn năm về sau lúc dạng này áp đặt hạ thời điểm đầu lâu của ngươi nháy mắt sẽ bị cắt đứt thoáng cái lăn xuống trên mặt đất nghe được ba một thanh âm vang lên kiếp thiên đao hết thảy mà rơi nháy mắt cắt ra cái hào rộng Trường Đao đã không có tốc độ có thể nói. Tại kiếp thiên dưới Đao, lúc nào ánh sáng, cái gì không gian, cái gì khoảng cách cũng không còn tồn tại. Lúc kiếp thiên Đao nháy mắt mở ra cái hào rộng thời điểm, nó cũng nháy mắt cắt vào cái vị này vô thượng kinh khủng trên người. A, à, hét thảm một tiếng. Lý thất giả dạ thiên kiếp Đao nháy mắt cắt vào cầm trong tay ngoặt liêm vô thượng khủng bố trong cơ thể. Phanh, một tiếng vang thật lớn, giữa thạch hỏa điện quang này ba con mắt vô thượng kinh khủng vòng qua vòng lại nhãn hiệu nhanh nhất đánh tới, nháy mắt liền đánh vào lý thất dạ trên thân, một kích này oanh đến, bất luận cái gì trốn tích đều vô dụng. Bất kỳ cái gì công pháp đều là ngăn cản chi không nổi. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, một kích này có thể hủy diệt toàn bộ tam tiên giới, nhưng, ngăn cản trên người lý thất dạ, lại bị thái sơ nguyên mệnh chặn, tại, phanh, một tiếng, Lý thất giả dạ cái kia như quá là kim thân đồng dạng thân hình cũng nháy mắt bị đánh trúng lỏng xuống dưới, nhưng là, lại không thể đục lỗ lý thất giả dạ thân thể. Oanh, nổ mạnh, hủy diệt hết thảy thế giới, cự trưởng vô thường khủng bố nháy mắt một quyền đánh xuống, năm viên bảo thạch nháy mắt hào quang rực rỡ, dưới một quyền này, thời gian. Không gian, luân hồi, nhân quả. Hết thảy lực lượng đều bị bốc hơi. Chương 3237, thiên địa sụp đổ. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cái gì luân hồi, nhân quả gì, cái gì ba ngàn đại đế, dưới một quyền này đều sẽ nháy mắt tan thành mây khói. Nhưng là, tại đây, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, cự trưởng vô thượng một quyền khinh khủng bị chặn, trong chớp mắt này, chỉ thấy lý thất giả trước người hiện lên một cái tiên thuẫn, thời gian chìm nổi, tuyên cổ luân chuyển, cái này một cái tiên thuẫn ngăn tại chỗ đó, coi như là tiên nhân cũng phá đi không được. Tuyên cổ tiên thuẫn Vừa nhìn thấy cái này tiên thuẫn, cự trưởng vô thượng khủng bố đều ánh mắt co rút lại một chút. Lạnh lùng nói ra, nguyên lai là năm đó phản bội chạy trốn người. Giết Vừa dứt lời phía dưới, oanh một tiếng vang thật lớn, lại là một quyền đánh xuống. Tuyên cổ tiên thuẫn, đây không phải chính lý thất giả dạ chế tạo binh khí, mà là tam tiên giới trong lục đại thuộc địa vô thường cự đầu đưa cho lý thất giả vô thường tiên bảo trảm đúng là ngươi lý thất giả cười một tiếng dài nghe được oanh một tiếng vang thật lớn chỉ thấy thiên địa ấn quay cuồng nghe được phanh một tiếng vang thật lớn cái thứ hai lý thất giả đạp đi ra đây là cùng lý thất giả giống như đúc tồn tại cái này lý thất giả đạp mạnh lúc đi ra giống như chân tiên cùng lý thất giả chân thân không có bao nhiêu chênh lệch vị này lý thất giả dạ bước ra đến từ sau, bể nghệ cửu thiên thập địa. Quanh dưới một tiếng vang thật lớn, vị này lý thất giả dạ nháy mắt là tử quan nơi tay, đại đạo diễn hóa, nặng nề mà đập ra ngoài, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, tử quan nặng nề mà đập trúng vị này vô thường kinh khủng đại quyền, hắn cũng bị đánh cho liền lùi lại vài bước. Giết, trong nháy mắt, ba con mắt vô thường khủng bố lại một lần nữa công sát đi lên, mà bị kiếp thiên các bên trong vô thượng khủng bố cũng mang thương giết đi lên. Oanh, oanh, oanh thiên địa địa liệt, giữa lúc thạch hỏa điện quang, cái thế giới mênh mông này bị đánh nát, thiên địa băng diệt, đáng sợ không gì sánh được tai nạn tịch quyển cửu thiên thập địa, đánh thẳng vào ba ngàn đại thế giới. Tại đây hủy thiên diệt địa đại chiến bên trong, cái này phá thành mảnh nhỏ thế giới bên trong, có một đôi một đôi mắt chầm chầm vào trận này khủng bố đại chiến, ánh mắt của bọn hắn đều là lạnh như băng, tại lạnh như băng bên trong tràn đầy tham lam, bất kể là ai ngã xuống, đối với bọn hắn mà nói, đều là một hồi thịnh yến. Oanh, 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 lực lượng đáng sợ không chỉ là đem cái này thế giới đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Đồng thời cũng đánh thẳng vào ba ngàn đại thế giới, như vậy một hồi kinh khủng chiến tranh bất luận là thế giới nào, đều có cảm ứng. Cửu giới, thập tam châu, tam tiên giới. Trong thiên địa ba ngàn thế giới đều bị một trận chiến này lực lượng kinh khủng trung động tại cửu giới bên trong nghe được oanh 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 thanh âm vang lên thời điểm giống như bầu trời bị đánh nát chỉ có điều lúc tất cả mọi người ngẩng đầu mà xem thời điểm trên bầu trời hết thảy lại hoàn hảo không tổn hại một màn như vậy giống như là tại một cái sấm chớp rền vang ban đêm tại ngoài cửa sổ có hai cái cự nhân tại quyết chiến thỉnh thoảng có nổ mạnh truyền đến hơn nữa còn có thể tùy thời đánh nát cửa sổ tại đây thương khung bên ngoài thế giới việc thế cuộc chiến bạo phát lực lượng đáng sợ yên nguyên sẽ lan đến gần cửu giới thập tam châu tam tiên giới lúc khủng bố như vậy lực lượng ảnh hưởng đến tới thời điểm ba ngàn thế giới sinh linh đều bị lực lượng như vậy đã trấn áp là thiên tai sao có người nơm nớp lo sợ không biết rõ có bao nhiêu sinh linh bị khủng bố như vậy lực lượng trấn áp trên mặt đất liền dũng khí ngẩng đầu đều không có thiên tướng biến màu tránh lên Lực lượng kinh khủng như vậy theo thương khung bên ngoài ảnh hưởng đến mà đến. Cửu giới, thập tam châu, tam tiên giới. Cái kia chút ít vô địch thế hệ dự kiến đến lớn tai họa đến, đều nhao nhao rút lui khỏi, bắt đầu tiến nhập phòng ngự trạng thái. Ở thời điểm này, tại cửu giới bên trong, trong thiên địa hiện lên hào quang, có đạo văn giao thoa, vô cùng vô tận đạo văn tự hồ là đang vào toàn bộ thế nhân giới, hơn nữa cái này giao thoa vô cùng phức tạp đạo văn hiện lên vô số lực lượng có cổ xưa đại đế, có khai mở thế chi quân, vô địch tiên hiền. Tự hồ đã qua trăm ngàn vạn năm, có vô số tiên hiền người này nối tiếp người kia gia trì dạng này đại thế. Thiên tướng sụp đổ, ở thời điểm này, tán địa bên trong có người ngẩng đầu, trông về phía xa thương khung, tự hồ có thể chứng kiến chỗ sâu nhất, từ từ nói, bắt đầu đi, vạn cổ đến nay, đây là lần đầu tiên chuyển biến, có lẽ đối với chúng ta mà nói là một cái cơ hội. Tại thập tam châu bên trong, ở đằng kia chỗ sâu nhất trong không gian, cũng có ẩn vào hắc ám sinh linh mắt không đảo mắt mà nhìn chầm chầm vào chỗ đó, nhẹ nhàng mà nói ra, có lẽ, chúng ta thời đại sắp sử tiến đến rồi. Tại Tam Tiên Giới, ở đằng kia thuộc địa bên trong, có cự nhãn mở ra, tự hồ vượt qua không gian thời gian. Tự hồ tận mắt có thể đang xem cuộc chiến, qua rồi hồi lâu, có âm thanh trầm thấp nói, mặc dù người kia chưa từng xuất hiện, nhưng, lão đầu tại. Oanh, oanh, oanh thiên địa đông đưa, thương khung giống như tùy thời đều muốn bị đánh xuyên qua, lực lượng đáng sợ vượt xa người tưởng tượng, tại lực lượng đáng sợ rung chuyển phía dưới, cái gì đại đế, cái gì thủy tổ, cái gì vô địch. Đều tự như là mưa to gió lớn một chiếc thuyền lá nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt. Thiên tai muốn tiến đến sao? Trong khoảng thời gian ngắn, ba ngàn đại thế giới vô số sinh linh đều quỳ lạy trên mặt đất. Đều đang cầu khẩn, đều hy vọng có một cái chú cứu thế phanh, một tiếng vang thật lớn, giống như hủy diệt đại thế, nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc, vỡ vụn thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, cửu giới mặt đất đều đang di động, tất cả mọi người đều cảm giác mình là chỗ thân tại vô cùng lớn di động trong đại lục. Đã xảy ra chuyện gì, cảm nhận được lực lượng kinh khủng như vậy, có người không khỏi hét trầm lên, trong khoảng thời gian ngắn, cửu giới vô số sinh linh bị dọa bể mật. Giới bích phá, cửu giới lệch vị trí. Ở thời điểm này, có vô địch thế hệ phát hiện một cái sự thật đáng sợ. Này đem hắn nhóm đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cái thế giới này muốn hủy diệt sao? Trong khoảng thời gian ngắn, ức vạn sinh linh khóc trống, giới bích phá, cửu giới lệch vị trí, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào? May mắn, một trận chiến này, không giữa thiên địa. Có vô thượng cự đầu ngẩng đầu mà trông, cũng không khỏi sợn hết cả gai ốc, lực lượng như vậy phía dưới, cái gì đại đế, cái gì vô địch, đều giống như dung dế căn bản cũng không đáng nhắc tới thậm chí có thể nói lực lượng kinh khủng như vậy trùng kích phía dưới toàn bộ cửu giới cũng ngăn không được mấy chiêu lúc nào cũng có thể bị oanh được nát bấy oanh 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 bầu trời phía trên từng đợt tiếng oanh minh vang lên ở thời điểm này tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn thời điểm chỉ thấy trên bầu trời dĩ nhiên là gắn kết vô cùng kinh khủng kiếp hải đáng sợ thiểm điện kiếp lôi dường như trăm ngàn đầu chân lông tại đó gào thét bay vọt mỗi một đạo thiểm điện đánh rơi, cũng có thể đục lỗ mặt đất. Đáng sợ như vậy thiên kiếp nháy mắt tại trên trời cao gắn kết mà thành thời điểm, thoáng cái không biết rõ đem bao nhiêu vô địch thế hệ dọa đến hồn phi phách tán. Má ơi! Lão Tạc Thiên cũng muốn đến gấp một chân sao. Tại không gian ở trong chỗ sâu, tán địa bên trong, bất luận là cường đại cỡ nào tồn tại cũng không khỏi vì đó biến sắc. Đột nhiên hình thành đáng sợ thiên kiếp, không có ai biết thiên ý như thế nào, cũng không người nào biết thương thiên có tính toán gì không đây là vô pháp nhất phỏng đoán đấy đặc biệt là những cái kia không thể thấy mặt trời tồn tại càng là kiên kỵ lắng xuống thiên tru một khi giáng xuống thiên tru quỷ mới biết cái này sẽ là có như thế nào kết quả đây thiên uy tại đáng sợ thiên kiếp hình thành thời điểm bất luận là ức vạn sinh linh còn là vô địch thế hệ cũng không khỏi sắc mặt bạc màu bởi vì tất cả mọi người không biết rõ kế tiếp sẽ phát sinh cái gì phải diệt thế sao? Thậm chí có vô địch thế hệ cũng không khỏi như vậy phỏng đoán, bọn hắn không biết rõ trên trời cao đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lực lượng kinh khủng như vậy phía trên, liền ngàn vạn thiên kiếp đều gắn kết mà thành, đây quả thực là muốn đánh xuống diệt thế thiên uy. Bất luận là ai, chứng kiến trên bầu trời cái kia gắn kết ngàn vạn thiên kiếp kiếp hải, đều sẽ sắc mặt đại biến, tại lúc này kiếp hải bên trong. Tùy tiện nhất lực thiên kiếp đánh xuống, thì có thể làm cho một tôn vô địch tan thành mây khói. Liền những cái kia cự đầu ngẩng đầu nhìn thương khung thời điểm, bọn hắn đều thần thái ngưng trọng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, kiếp hải cao cao treo ở thương cướp phía trên, giống như là một thanh lợi kiếm cao cao treo ở đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, quản chi cường đại trở lại cự đầu cũng không dám đơn giản vọng động, bọn hắn không biết rõ lão tặc thiên có như thế nào nghĩ cách, vạn nhất vì mình mà đến. Như vậy tự mình trăm ngàn vạn năm ẩn nút chẳng phải trong vòng một đêm mặt cho nước cuốn trôi. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Ngay tại tất cả mọi người đều suy đoán thiên kiếp sẽ lấy cái gì hình thức lắng xuống thời điểm, trên trời cao truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ở thời điểm này, ba ngàn thế giới toàn bộ sinh linh cũng nghe được, tại, phanh, một tiếng ở bên trong, giống như thương khung bị đục lỗ đồng dạng. Oanh, oanh, oanh. Một hồi nổ vang truyền đến, ở thời điểm này, cửu giới bầu trời tối đen, cửu giới giống như tiếng nhập đêm tối đồng dạng. Đó là cái gì, ở thời điểm này, có người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên chín tầng trời kia, có vô cùng lớn đồ vật rơi xuống. Tự hồ ở đằng kia trên trời cao, có cực lớn đến không gì sánh được cự thú rơi xuống đồng dạng. Tại đây cự thú rơi xuống phía dưới thời điểm, trong chớp mắt này, đáng sợ hắc ám dường như triều dân đồng dạng trút xuống, cũng không biết phải hay là không cái này quái vật khổng lồ trên thân chỗ chảy ra huyết dịch. quanh oanh oanh thiên địa nổ vang vô cùng lôi điện trút xuống tại thời khắc này đáng sợ thiên kiếp chậm lại kiếp hải bên trong vô số thiểm điện thiên lôi đánh tung mà xuống nháy mắt đánh vào quái vật khổng lồ này phía trên nghe được oanh nổ mạnh tại đáng sợ thiên kiếp một vòng điên cuồng công kích phía dưới cái vị này đáng sợ quái vật khổng lồ nháy mắt bị oanh được phá thành mảnh nhỏ vô số thịt nát nháy mắt tung tóe phi oanh 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 thiên kiếp thiểm điện tiếng sấm yên nguyên đánh tung mà xuống ngàn vạn đầu thiểm điện oanh tạc hướng về phía ức vạn thịt nát trong chớp mắt này nghe được tư 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 thanh âm vang lên ức vạn thịt nát nháy mắt bị đáng sợ thiên kiếp đánh cho tan thành mây khói nhưng là quái vật khổng lồ này thân thể thật sự là quá mức cự đại rồi cuối cùng vẫn có cá lọc lưới cuối cùng nghe được phanh một tiếng vang thật lớn cái kia vô cùng lớn tan nát khung xương nặng nề mà đụng vào mặt đất phía trên nghe được quanh một tiếng vang thật lớn toàn bộ bình nguyên bị đụng đến tan thành mây khói lực lượng đáng sợ nháy mắt tồi khô lạp hủ, ngàn vạn ngọn núi nháy mắt thành tro tro bụi đáng sợ hơn chính là nghe được tư 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 thanh âm vang lên đáng sợ hắc ám nham thạch nóng chảy nháy mắt đã hòa tan phiến đại địa này thoáng cái đem phiến đại địa này một nát thành tử địa tại trong nham thạch chìm nghiễm Chương 3238, Đại tai nạn Phanh, một tiếng vang thật lớn, yên nguyên có mảnh vỡ là cá lọc lưới, nghe được nặng nề mà đánh rơi tại bên trong lòng đất, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, tại kinh khủng lực là phía dưới, phiến đại địa này cây cối đều nháy mắt điên cuồng sinh trưởng, thạch đầu cũng lóe ra hào quang. Trong thời gian ngắn ngủi, phiến đại địa này khắp nơi đều là ma thụ dương nanh múa vuốt, thạch quái kêu trời gọi đất, tự hồ tại thời khắc này phiến thiên địa này đã trở thành một mảnh yêu ma quỷ quái tụ tập mặt đất. Đại tai nạn tiến đến. Trong khoảng thời gian ngắn, trong thiên địa toàn bộ sinh linh cũng không khỏi lòng người bàn hoàng, không biết rõ có bao nhiêu sinh linh vì đó tuyệt vọng. Đi, ở thời điểm này, cửu giới, thập tam châu đều nhau nhau hiển thánh, rất nhiều tiên hiện đại đế xuất hiện, nhau nhau ra tay, cầm mặt trời, hoáng nhật nguyệt, mang đi đại lượng cư dân, để phòng ngừa bị đáng sợ thiên tai thôn phệ. Quanh, tại thiên địa đông đưa, tại khủng bố vô cùng lực lượng phía dưới, toàn bộ thế giới giống như sụp đổ, ba ngàn đại thế giới đều hứng chịu tới đáng sợ trùng kích. Đây hết thảy giờ mới bắt đầu. Tại quanh tiếng nổ phía dưới, tại thời khắc này thiên địa giống như bị đánh tan, bầu trời lại là tối đen, xuất hiện một cái đáng sợ không gì sánh được bóng dáng. Nghe được quanh, quanh, quanh từng đợt minh không ngừng bên tai, tại thời khắc này, vô cùng kinh khủng quái vật khổng lồ đánh thẳng tới hướng cửu giới đánh tới oanh một tiếng vang thật lớn trong chớp mắt này trên bầu trời kiếp hải dốc xuống thiên kiếp thiểm điện kiếp lôi đều đánh vào quái vật khổng lồ này phía trên nhưng là vừa mới oanh tạc cái thứ nhất quái vật khổng lồ thời điểm thiên kiếp đã trên phạm vi lớn suy yếu lúc này tích hạ thiên kiếp còn xa không có vừa mới cường đại như vậy mặc dù là đánh thủng quái vật khổng lồ này nhưng là lại không thể đem cái này quái vật khổng lồ đánh cho nát bấy tại quanh, quanh, quanh từng đợt nổ mạnh phía dưới, cái này vô cùng lớn quái vật khổng lồ hướng cửu giới đánh thẳng tới. Cuối cùng, nghe được phanh, một tiếng nổ tung nổ mạnh, quái vật khổng lồ này nặng nề mà đụng vào cửu giới phía trên, tại thời khắc này giới bích nứt vỡ, cửu giới thoáng cái mệt trả rời. Đương cửu giới thoáng cái tan ra thành từng mảnh thời điểm, cửu giới vô số mặt đất lẫn nhau đè ép. Nghe được oanh, 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 nổ mạnh, biến cả giống như bị lật tung, vô số sóng lớn đánh tới thiên địa giống như thoáng cái nước vỡ đồng dạng tại thời khắc này nghe được ông 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 thanh âm vang lên trong chớp mắt này đang vào tại cửu giới mỗi một tất đất đạo văn phúng dũng ra hào quang sáng chói hiện lên chí cao vô thượng thân ảnh từng tôn tiên hiền hiển thánh hóa thành cánh lớn cửu giới bên trong xuất hiện từng cái lại một cái che chở chỗ đi trong khoảng thời gian ngắn đạo văn quang mang cuốn quá từng tôn tiên hiền di chuyển thiên địa đem đại lượng sinh linh nháy mắt dời chuyển qua an toàn che chở nơi cửu giới tan ra thành từng mảnh cái này còn không phải chuyện đáng sợ nhất dù sao cái này chỉ là cửu giới thiên địa phiêu di mà thôi kinh khủng nhất là thứ hai tôn quái vật khổng lồ nặng nề mà đánh rơi tại cửu giới bên trong nghe được oanh một tiếng vang thật lớn cái này một tôn quái vật khổng lồ này đã bị chém giết đã là chết hết rồi nhưng là trong chớp mắt này lại xoáy lên ngập trời u ám u ám nháy mắt cắn nuốt hết thảy chung quanh, thiên địa thời gian, không gian vạn đạo, hết thảy tất cả đều nháy mắt bị cắn nuốt mất. Tiếp tục như vậy nữa, tự hồ toàn bộ cửu giới đều sẽ bị cái này kinh khủng u ám thôn vệ. Khai mở, tại thời khắc này, một người cao lớn không gì sánh được thân ảnh xuất hiện, tiền đế chi uy ngập trời, đạo quả hiển hiện, xuyên quan cửu thiên thập địa, vô thượng thần thông nháy mắt na di hết thảy, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, nháy mắt đem cái này thôn phệ u ám na di tại thiên khung phía trên. Chiến tiên đế Chứng kiến cái này vô thượng thân ảnh nháy mắt na di đáng sợ u ám, đạo quả xuyên thấu hết thảy, cửu giới vô số tu sĩ cường giả cũng không khỏi quát to một tiếng. Đây là vị cuối cùng tiên đế rồi, đây là vắt ngang vạn cổ tiên đế, kinh tài tuyệt diễm. Có thể so sánh tại bất kỳ một cái nào tiền nhân. Trên trời cao, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ở thời điểm này, không biết rõ có bao nhiêu cường giả ngẩng đầu nhìn thương khung tất cả mọi người không biết rõ ở đằng kia phía trên đến tột cùng là chuyện gì phát sinh oanh một tiếng vang thật lớn ngay một khắc này bầu trời lại là hắc ám vì thứ ba quái vật khổng lồ theo trên trời cao rơi xuống phía dưới má ơi muốn tới tiếp tục như vậy nữa cửu giới muốn tan thành mây khói tại thời khắc này cửu giới bên trong vô số sinh linh cũng không khỏi hét thảm lên vừa mới rơi xuống hai cái quái vật khổng lồ. Nhưng là, cửu giới đều đã tan thành từng mảnh, nếu như lại có kinh khủng hơn quái vật khổng lồ đánh xuống, chỉ sợ toàn bộ cửu giới đều sẽ tan thành mây khói, bất luận cái gì sinh linh đều chớ nghĩ sống mệnh. Oanh, 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 từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, trong chớp mắt này, kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng thiên địa. Tại như thế quái vật khổng lồ trùng kích phía dưới, tinh khung phía trên ngôi sao đều nháy mắt nát bấy. Nhưng là, tại thời khắc này, không có bất kỳ người nào có thể đỡ nổi như thế đánh thẳng tới quái vật khổng lồ, cửu giới toàn bộ sinh linh đều trơ mắt nhìn loại này quái vật khổng lồ trung kích hướng cửu giới. Muốn đem cửu giới đánh cho nát bấy. Sắp xong rồi. Cửu giới bên trong toàn bộ sinh linh đều xem đến ngẩn người, cũng không khỏi vì đó tuyệt vọng, nhưng là không có người nào có thể xuất lực ngăn cản đây hết thảy, đối với bọn hắn mà nói, cái này căn bản là không cách nào chống đỡ được tồn tại. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại cửu giới toàn bộ sinh linh cũng không khỏi vì đó lúc tuyệt vọng, tại cửu giới trong chi một cái tán địa, thiên đọa uyên. Đó là một cái thâm bất khả trắc ma uyên, nhưng là, tại thời khắc này, thiên đọa uyên bên trong vương một cái bàn tay khổng lồ. Cái cự thủ này nháy mắt hướng rơi xuống quái vật khổng lồ tiếp đi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, đáng sợ lực va chạm để cho người không cách nào tưởng tượng, nhưng là, lại bị theo thiên đọa uyên vương ra cái kia chỉ bàn tay khổng lồ nâng rồi tại cửu giới toàn bộ sinh linh cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm thiên đọa uyên cái kia chỉ bàn tay khổng lồ nháy mắt đem cái vị này quái vật khổng lồ lôi kéo trở về vô tận thâm uyên bên trong nhưng là lúc cái này đáng sợ quái vật khổng lồ bị đẩy vào quái vật khổng lồ bên trong thời điểm nghe được oanh một tiếng vang thật lớn vô cùng kinh khủng hắc ám như triều dân đồng dạng phóng lên trời nhưng cùng đồng thời thiên đọa uyên cũng vọt lên vô tận thần quang. Phá, theo một tiếng thương cổ không gì sánh được thét dài, vô tận thần quang đè lại triều dân đồng dạng hắc ám, muốn đem cái này đáng sợ hắc ám luyện hóa. Oanh, nổ mạnh vang trời, đáng sợ thiểm điện hào quang thoáng cái chiếu sáng toàn bộ thế giới, tại sợ diện vô cùng thiểm điện hào quang phía dưới, hết thảy sinh linh đều lộ ra như vậy cứng nhắc đáng sợ. Ở thời điểm này, trên bầu trời, đáng sợ thiên kiếp nháy mắt trút xuống hô núi ngược lại hải ngàn vạn loại thiên kiếp thoáng cái che mất toàn bộ thế giới tại lúc này dưới một tiếng vang thật lớn chỉ thấy tất cả thiên kiếp đều thoáng cái quán chú vào thiên đọa uyên bên trong toàn bộ thiên đọa uyên bị khủng bố tuyệt luân thiểm điện kiếp lôi bao phủ lại rồi a à, tiếng kêu thảm thiết thê lương thoáng cái vang vọng cửu thiên thập địa thiên đọa uyên sâu nhất cự đầu nháy mắt bị thiên tru đánh cho thân toái thần diệt lão tặc thiên tại thiên đọa uyên có tiếng kêu thảm thiết ở bên trong thê lương gạo thét thanh âm tại cửu thiên thập địa quanh quẩn cuối cùng nghe được oanh một tiếng vang thật lớn khủng bố hơn lực lượng phía dưới toàn bộ thiên đọa uyên đều cho nổ tung ngay sau đó lực lượng đáng sợ lại là điên cuồng bên trong co lại sụp xuống tại phanh nổ mạnh phía dưới thiên đọa uyên bên trong hết thảy đều bị hủy diệt trong nháy mắt không chỉ là một tôn quái vật khổng lồ bị oanh diệt liền thiên đọa uyên cũng bị hủy lão tạc thiên tại thời khắc này tán địa cự đầu đều nhìn phía thiên kiếp, ở thời điểm này, đám cự đầu cũng đều ý thức được, lão tạc thiên không chỉ là muốn oanh tạc những quái vật khổng lồ này. Nó cũng giống vậy muốn tru diệt bọn hắn những này cự đầu. Có lão tạc thiên cao như thế treo lấy thiên tru, thoáng cái nhường những cái kia cự đầu cũng không khỏi vì đó kiên kỵ rồi. Cái này không chỉ là tại cửu giới, tại thập tam châu cũng là như thế, thập tam châu phía trên, cũng giống vậy là thiên tru treo cao, tại đó, Quản chi có vô thượng tồn tại đều trong nội tâm sợ hãi. Lão Tạc Thiên nhìn xem cái kia treo cao thiên kiếp tại không gian chỗ sâu nhất, có tồn tại không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Tuyệt thế vô song, được một thân thể, nhất định có thể xoay người. Có tán địa bên trong cự đầu nhẹ giọng nói nhỏ. Mặc dù những quái vật khổng lồ này sa đọa xuống, đó là hủy thiên diệt địa, nhưng là nếu có người có thể được chi, cũng có thực lực kia luyện hóa cái kia chính là không dám tưởng tượng oanh một tiếng vang thật lớn ngay tại trong thiên địa cự đầu đều kiên kỵ thời điểm trên trời cao lại một lần nữa rơi xuống một tôn quái vật khổng lồ đây là thứ tư tôn quái vật khổng lồ oanh 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 quái vật khổng lồ rơi xuống phía dưới vốn là nước vỡ cửu giới đều lay động ở thời điểm này toàn bộ cửu giới đều đã không thể thừa nhận đáng sợ như vậy lực xung kích rồi muốn hủy diệt sao nhìn bầu trời đất sụp toái, tất cả mọi người đều không khỏi sợn hết cả gai ốc, nhưng là, những cái kia cự đầu lại đã trầm mặt, giờ khắc này, không có vị nào cự đầu đi đón thứ tư tôn quái vật khổng lồ, mặc dù nói, bọn hắn đều muốn lấy được chết như vậy thi, nhưng là, thiên tru treo cao, ai cũng không dám tùy tiện. Thiên đọa uyên tự là vết xe đổ, mặc dù thiên đọa uyên cướp được dạng này thiên thi, nhưng là, lại bị thiên tru đánh cho tan thành mây khói, liền sức phản kháng đều không có. Ông, một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, có quan mang dao động. Chống trời đại thụ dễ chịu cành lá, Nâng đánh thẳng tới thiên thi. Thái sơ thụ, chứng kiến chập chần chống trời đại thụ, có người không khỏi hét to một tiếng. Oanh, oanh, oanh thiên kiếp nổ vang, tại thái sơ thụ nâng rớt xuống thiên thi thời điểm, chỉ thấy trên bầu trời thoáng cái trúc xuống vô tận vô tận thiểm điện kiếp lôi, đáng sợ thiểm điện hào quang chiếu sáng thiên địa. Thiên tru hàng, chứng kiến đáng sợ như vậy một mạng, coi như là cự đầu cũng không khỏi sợn hết cả gai ốc, thiên tru đến rồi, ai còn dám đi cướp dạng này thiên thi. Ông, một thanh âm vang lên. Nhưng là, ở thời điểm này, thái sơ thụ tán gọi phát vô cùng vô tận thái sơ hào quang, hứng lấy thiên địa, nâng lên vạn giới, tại quanh, 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 nổ mạnh phía dưới, tùy ý thiên tru điên cuồng công kích. Quá mạnh mẽ. Chứng kiến thái sơ thụ thừa nhận thiên xích điên cuồng công kích, đám cự đầu đều trong nội tâm nhảy lên một chút. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tại thiên tru đối với thái sơ thụ điên cuồng công kích thời điểm, trên trời cao, lại một lần nữa xuất hiện một cái bóng đen to lớn. Chương 3239, Cổ Minh ra. Oanh, oanh, oanh. Thứ năm cổ thiên thi va chạm mà xuống, rung chuyển lấy thiên địa, đáng sợ hắc ám lực lượng vù vù thét lên tựa hồ muốn đem toàn bộ cửu giới bao phủ trong tiếng nổ vang thứ năm cổ thiên thi cách cửu giới càng ngày càng gần cùng ngày thi tới gần thời điểm đã nghe được răng rắc răng rắc nước vỡ thanh âm vang lên vô số đại lục đại dương mênh mông tại đáng sợ lực xung kích phía dưới đều xuất hiện khe hở mà ở đúng lúc này trên bầu trời kiếp hải yên nguyên lao xuống vô tận vô tận thiểm điện kiếp lôi điên cuồng mà đánh phía thái sơ thụ tại đối với thái sơ thụ điên cuồng công kích phía dưới, thiên kiếp tự hồ không có dư lực đi đối phó theo trên trời cao rơi xuống thứ năm cổ thiên thi. Sắp xong rồi, chứng kiến đáng sợ thiên thi đánh thẳng tới, thiên thi còn không có đánh rơi đến cửu giới thời điểm, lực lượng đáng sợ đã hữu hóa thành mặt đất rồi. Rầm thanh âm vang lên, ngay tại thứ năm cổ thiên thi sắp đánh tới cửu giới thời điểm, biển xanh triều sinh, bỗng nhiên ngay lúc đó không biết từ nơi nào lao tới bích triều thoáng cái cuốn lấy thứ năm cổ thiên thi tử tiên hồ, trong chớp mắt này, có cự đầu ánh mắt nháy mắt nhìn lại. Không sai, xoắn tới bích triều đây chính là theo 12 tán địa một trong tử tiên hồ chỗ quyển đi ra đấy. Tại rầm thủy triều trong tiếng, chỉ thấy bích triều cuốn đi này là quái vật khổng lồ thiên thi, chỉ thấy tử tiên hồ nháy mắt phóng đại, đem vô cùng lớn thiên thi thoáng cái kéo vào đáy hồ. Quanh, nổ mạnh, có thủy triều phúng dũng mà lên, tử tiên hồ nháy mắt bị đáng sợ hắc ám nhụm thành màu đen, nhưng là, theo vô tận thần quan tách ra, định thiên địa, trưởng càng khôn, ở thời điểm này tử tiên hồ trong cũng phúng dũng ra vạn cổ lực lượng vô địch, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn. Nháy mắt đem cái này đáng sợ hắc ám lực lượng đè lại. Đương tử tiên hồ cướp đi thứ năm cổ thiên thi thời điểm, trên trời kiếp hải cũng giáng xuống thiểm điện kiếp lôi, nghe được oanh, oanh. Oanh, vừa thô vừa to không gì sánh được thiểm điện như cuồng xà bình thường đánh phía tử tiên hồ. Nhưng là, ở thời điểm này, tử tiên hồ hiện lên tuyệt thế vô song cự trận, che đậy hết thảy, nghe được tại trong tiếng âm âm, mặc dù thiên kiếp đánh thủng cự trận, nhưng tử tiên hồ ở trong hết thảy đều đã tiêu ẩn im ắng rồi. Mà thiên kiếp đem đại lượng thiểm điện kiếp lôi đánh vào thái sơ thụ phía trên. Cảnh này khiến tử tiên hồ đã nhận được tuyên cổ khó gặp gỡ thời cơ, vậy mà khiến nó thành công cướp đi một cổ thiên thi. Vậy mà thành công. Chứng kiến tử tiên hồ thành công cướp đi một cổ thiên thi, cái này khiến mặt khác tán địa cự đầu cũng không khỏi vì đó chấn động trước đó thiên đọa uyên bị thiên tru đánh cho nát bấy nhưng là lúc này đây tử tiên hồ lại thành công tranh đoạt một cổ thiên thi cái này khiến những thứ khác cự đầu cũng không khỏi hâm mộ ghen ghét thiên thi vô giá lúc này mặc kệ là cửu giới hay là thập tam châu những này cự đầu đều muốn lấy được mặc dù nói dạng này thiên thi mang theo các loại lực lượng đáng sợ mang theo điềm gỡ nhưng là có thể được chi Tương lai tất có cơ hội lật bàn. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, trên trời cao lần nữa bị bóng đen bao phủ, thứ sáu cổ thiên thi từ trên trời giáng xuống. Lại một cổ, chứng kiến thứ sáu cổ thiên thi đánh thẳng tới, cửu giới toàn bộ sinh linh đều bị sợ vỡ mật, không biết rõ có bao nhiêu tu sĩ cường giả sợn hết cả gai ốc, toàn bộ sinh linh đều trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng có thể nhanh lên chấm dứt trận này thiên tai. Nhưng mà, lúc thứ sáu cổ thiên thi trùng kích mà xuống thời điểm. Tán địa bên trong cự đầu lại ánh mắt nhảy lên một chút, trong khoảng thời gian ngắn không biết rõ có bao nhiêu ánh mắt chầm chầm vào này là thiên thi. Ở thời điểm này, tán địa cự đầu đều có xuất thủ tâm tư, bọn hắn đều muốn đoạt đi cái này một cổ thiên thi, nhưng là, tại thời khắc này, tán địa cự đầu lại không thể không đưa ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời kiếp hải, bọn hắn yên nguyên kiên kỵ lão tạc thiên thiên tru. Ông, một thanh âm vang lên, ngay giữa thạch hỏa điện quan này, tại trên trời cao, xuất hiện một cái đạo môn, đạo môn chính là tử khí lượng lờ, tự hồ nó giống như là theo trong địa ngục mở ra môn hộ đồng dạng. Trong chớp mắt này, môn hộ ở trong xuất hiện một thân ảnh, một người cao lớn không gì sánh được thân ảnh, ở thời điểm này, tiên đế chi uy thao đảng, vị này tiên đế xuất hiện, lực lượng của hắn áp sập chư thiên. Ở thời điểm này, nghe được khen, khen, khen thanh âm vang lên, giống như thiên địa động lại, cửu thiên thập địa đều hóa thành một thân áo giáp nháy mắt khoác ở cái này tiên đế trên thân đây là ai bất luận cái gì sinh linh đều có thể cảm nhận được cái vị này tiên đế trên thân cái kia ngập trời vô tận tiên đế chi uy nhưng là vị này tiên đế khí tức trên thân rồi lại là mười phần quỷ dị tự hồ hắn là tới từ ở tử vong tiên đế đồng dạng nhưng là tự là như vậy một tôn quỷ dị không gì sánh được tiên đế nhưng không ai nhận được hắn đến không có ai biết hắn là cái gì tiên đế Cổ Minh, trong chớp mắt này, có tán địa cự đầu ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt của bọn hắn vẫn còn phát có thể xuyên thấu cái kia một phiến đạo môn, thấy được đạo môn bên trong toàn cảnh. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, cái vị này tiên đế sau lưng hiện lên vô tận dị tượng, một cái vô thượng quốc gia hiển hiện, tại đó hiện lên một cái khối lập phương. Cái này khối lập phương tựa hồ nó có thể nháy mắt chấp vá thành trong vũ trụ bất luận cái gì hết thảy. Thể phương, trong nháy mắt này, có cự đầu nhìn ra ảo diệu, tán địa bên trong cự đầu biết rõ đó là vật gì rồi. Bọn hắn muốn đoạt thiên thi. Chứng kiến một màn như vậy, tán địa cự đầu cũng biết vị này tiên đế muốn làm gì rồi. Thiên đồ, mơ tưởng thực hiện được. Ở thời điểm này, thiên cổ thi địa một vị hán tử đạp không mà lên, thần uy ngập trời, đảng quét bát hoang, có cử thế vô địch xu thế. Người trung niên hán tử này thân hình cao tuấn, mặt mày như kiếm khí thôn sơn hà, hắn ăn mặc một thân áo giáp, phun ra nuốt vào lấy vô tận hào quang. Tại hào quang bên trong, hiện lên nhật nguyệt, có vạn cổ dị tượng, tựa hồ hắn theo chúng đế lĩnh vực đi ra đồng dạng. Người trung niên hắn tử này, tự là năm đó thiên cổ thi địa cái vị kia địa tiên, chỉ có điều, hôm nay hắn trước bộ ngực trong vết thương đã biến mất không thấy. Hơn nữa, hôm nay hắn, sau năm đó càng cường đại hơn, đó là bởi vì năm đó Lý Thất Dạ từng hướng lão quỷ nói vài câu lời hữu ích, khiến cho hắn đã nhận được vận may lớn. Lâm Thiếu Hiên, đã lâu. Trên bầu trời tiên đế lạnh lông mày vừa nhìn. Quanh một tiếng vang thật lớn, lật tay trấn áp, phải sợ tử khí nháy mắt đồ diệt thiên địa sinh linh, có duy ta vô địch xu thế. Giết, trong chớp mắt này, Lâm Thiếu Hiên thét dài, trường thương như chân lông gào thét, lửa giận liệu trời, đốt thương khung, diệt chúng đế, tàn sát quỷ thần. Phanh, 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 từng tiếng nổ mạnh, trong chớp mắt này, thiên địa giống như sụp đổ, lâm thiếu hiên cùng tiên đế đối chiến, toàn bộ thiên địa đều lay động. Không có thời gian cùng ngươi dây dưa. Vị này tiên đế quay người, trong chớp mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, phía sau hắn quốc gia nháy mắt đánh ra vô cùng vô tận chết hết. Oanh tạc hướng về phía lâm thiếu hiên. Phanh nổ mạnh, lâm thiếu hiên thần thương ngang trời, ngăn trở cái này oanh tới chết hết, nhưng là, cái này chết tiệt ánh sáng chính là đến từ chính cổ minh chúng sinh lực lượng, cứ thế mà mà đem Lâm Thiếu Hiên bức lui. Bắt đầu, trong nháy mắt này, vị này tiên đế hét lớn một tiếng, cái kia trong quốc gia hiện lên một cái tôn lại một tôn thân ảnh, trong đó có vài tôn là tiên đế chi uyên ngập trời, không hề nghi ngờ, bọn họ đều là cổ minh tiên đế. Chứng kiến một màn như vậy, liền tán địa bên trong cự đầu cũng không khỏi ánh mắt nhảy lên một chút, Cổ Minh nhất tộc cũng không có bị triệt để diệt tuyệt, bọn họ là núp vào, hôm nay hết thảy cổ Minh xúc động chính là vì đoạt đến này là thiên thi. Khải, ở thời điểm này, chỉ thấy thể phương phía trên đứng đấy một cái lão già, lão giả này có một đôi bàn tay mười phần gây chú ý ánh mắt của người ngoài, tự hồ hắn đôi bàn tay kia là dính đầy vô số máu tươi, huyết thủ ma đồ. Ông, thanh âm vang lên, tại huyết thủ ma đồ thúc dục phía dưới, chỉ thấy thể phương tản ra hào quang liên tiếp cổ minh tất cả mọi người bao gồm mấy vị này tiên đế cùng với thiên đồ tiên đế oanh 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 một tiếng cự nổ mạnh truyền đến trong chớp mắt này chỉ thấy trấn thế chân thần xuất hiện cầm minh đế sáu vòng ống đánh tung hướng về phía thiên đồ tiên đế phá ở thời điểm này thiên đồ tiên đế bị một kích oanh trúng bị oanh được bay ra ngoài nhưng là trong chớp mắt này huyết thủ ma đồ cùng cổ minh hết thảy tộc nhân liên thủ thúc dục thể phương nghe được từ một thanh âm vang lên, thể phương có một ít tiểu biên giác hòa tan, nháy mắt như triệu dân xoắn tới, hóa thành cự thuẫn, nháy mắt chặn minh đế sáu vòng ống điên cuồng công kích. Phanh, một thanh âm vang lên. Ngay tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, chỉ thấy toàn bộ thể phương dường như hòa tan, thoáng cái bọc lại toàn bộ quốc gia, bọc lại hết thảy cổ minh, bao gồm thiên đồ tiên đế bọn hắn. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một tôn vô cùng lớn thiết giáp cự nhân xuất hiện ở chỗ đó, cái vị này vô cùng lớn thiết giáp cự nhân, cao lớn được có thể đỉnh đầu thương thiên, một tay đảo qua, có thể đảng hủy tất cả nhật nguyệt tinh thần. Tại đây tôn vô cùng lớn thiết giáp cự nhân xuất hiện về sau, hắn nâng rơi xuống phía dưới thiên thi. Lên, huyết thủ ma đồ thét dài một tiếng. Cùng cổ tộc hết thảy tộc nhân huyết khí tương thông, cùng chư vị tiên đế liên thủ, thúc giục thể phương, tại quanh dưới một tiếng vang thật lớn thể phương chính là thần khu vô thượng lực lớn vô cùng có thể nâng lên toàn bộ thế giới bàn tay lớn mở ra thời điểm nó liền nhờ nổi lên va chạm mà đến thiên thi không sai phá khung phủ thể lúc này thể phương tựu là theo phá khung phủ thể xuất hiện hơn nữa là tiên thể vô hạn lần mở rộng thử nghĩ một chút dạng này thiên thi coi như là tiên đế cũng ngăn cản chi không nổi không thể thừa nhận đáng sợ kia hắc ám lực lượng nhưng là lúc thể phương xuất hiện phá khung phủ thể thời điểm, dễ dàng nâng lên thiên thi. Vô cùng lớn thiết giáp cự nhân nâng lên thiên thi, muốn xoay người rời đi. Muốn đi, không có cửa đâu. Trong nháy mắt này, tại thiên cổ thi thể, một người ngang trời mà lên, trấn áp chư thiên, hắn quét ngang không mà lên, thiên địa nhỏ bé, vạn vật rời xa. Khi hắn đứng ở nơi đó thời điểm, hắn tự là chúa tể cái thế giới này hết thảy, quản chi cường đại như lâm thiếu hiên ở trước mặt hắn cũng là lộ ra nhỏ bé, không thể so sánh cùng nhau. Lão quỷ, không sai, lão quỷ chân thân xuất hiện, hắn một bước đạp đến. Vung mạnh tay cự phủ, oanh một tiếng vang thật lớn, một búa đánh xuống, khai thiên địa, trảm tuyên cổ. Thiết giáp cự nhân vậy, oanh một tiếng vang thật lớn, nắm tay thành quyền, lực lượng, tốc độ, trọng lượng nháy mắt gắn kết tại một quyền này phía trên, nghe được, phanh, một tiếng, một quyền nứt vỡ vạn vật, đánh phía lão quỷ. Chương 3240, lại thấy âm nha. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một búa khai thiên, kỷ nguyên chìm nổi, một búa lực lượng, đại biểu cho một cái kỷ nguyên, đại biểu cho chí cao vô thượng. Tại, phịch một tiếng nổ mạnh phía dưới, một búa bổ đến thiết giáp cự nhân, đông, 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 liền lùi lại vài bước, đạp nát sơn hà. Thiết giáp cự nhân một quyền phía trên Lưu lại một đạo bú ngấn Phải biết, đây chính là thể phương Cửu đại thiên bảo một trong Nhưng là, bị cái này cự phủ bổ trúng Yên nguyên lưu lại bú ngấn Cái này có thể nghĩ, lão quỷ cự phủ Là đáng sợ cỡ nào rồi Ông, một thanh âm vang lên Trong chớp mắt này, thiết giáp cự nhân Toàn thân phúng dũng ra kim quang Trong nháy mắt, giống như hoàng kim đúc lại Lúc này cả chiếc thiết giáp cự nhân Đều là kim quang thiểm thước Như hoàng kim chế tạo vòng ánh sáng hiển hiện, giống như bất tử bất diệt. Kim cương bất diệt. Lúc này thể phương cho thấy kinh thế vô cùng lực lượng, nháy mắt tiến nhập bất tử bất diệt trạng thái. Tiền bối vì sao nhúng một tay. Thiên đồ tiên đế thanh âm vang lên, lão quỷ đột nhiên ra tay, cái này cũng thoáng cái đem cổ minh nhất tộc cho đánh cho hồ đồ, bọn hắn cũng là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Lão quỷ xuất thế, đó là không thể coi thường sự tình, đây chính là chiến thiên tồn tại chính là kỷ nguyên chúa tể bọn hắn cổ minh so sánh cùng nhau hoàn toàn không phải cùng một cái phân lượng hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ cổ minh nhất tộc mặc dù là có mấy cái tiên đế nhưng là y nguyên không cách nào cùng xuất thế lão quỷ so sánh với nếu không phải có thể phương dạng này vô song thiên bảo bọn hắn cổ minh nhất tộc không cách nào cùng toàn lực đánh chết lão quỷ so sánh với đáng tiếc ta đáp ứng người khác Lão quỷ cười lớn một tiếng, nói ra, tiễn đưa các ngươi đoạn đường. Thể phương lưu lại, giết, cổ minh nhất tộc biết không thể từ bỏ ý đồ, lúc này huyết thủ ma đồ điên cuồng hét lên một tiếng, liên tiếp chư vị tiên đế, minh cổ hết thảy cường giả, lực lượng cường đại nhất nháy mắt quán chú vào thể phương bên trong. Nghe được oanh, 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 từng đợt nổ vang bên tai không dứt, kim cương bất diệt thể, nổ bá tiên thể, thánh tuyền thể. Từng cái tiên thể trọng điệp theo thể phương xuất hiện một cái lại một cái tiên thể thời điểm, thiên địa chấn động, toàn bộ cửu giới giống như bị áp trầm, ở thời điểm này, thể phương không chỉ là lực tại vô cùng. Bản thân nó cũng thực trăm quá nặng nề rồi, trọng lượng của nó vẫn còn tiếp tục điên cuồng tăng vọt, tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ cửu giới đều chịu không nổi lực lượng kinh khủng như vậy, toàn bộ cửu giới đều sẽ bị ép tới sụp đổ. Má ơi, chứng kiến thiết giáp cự nhân đã là cực lớn đến không cách nào siêu việt, nhật nguyệt tinh thần tại nó bên người cũng chỉ là giống như từng khỏa tiểu cầu mà thôi, cái này dọa đến cửu giới sinh linh cũng không khỏi hồn phi phách tán, vô số sinh linh cũng không khỏi hét lên một tiếng. Phá, lão quỷ thét dài một tiếng. Không thể lại để cho thể phương tiếp tục bộc phát xuống dưới, một khi nhường thể phương triệt để bạo phát, chỉ sợ hắn cũng khó mà trấn áp được. Ken, một tiếng, cự phủ sáng như tuyết thiên địa, cự phủ quan mang không chỉ là chiếu sáng bầu trời, không chỉ chiếu sáng cửu giới, cự phủ sáng như tuyết, xuyên thấu giới bích, cắm xuyên vào thế giới khác. Giết, Lâm Thiếu Hiên cùng trấn thế chân thần cũng điên cuồng hét lên, dùng mạnh nhất lớn hỏa lực đánh phía thể phương. Bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu như nói cổ minh nhất tộc đã nhận được thiên thi, một khi để bọn hắn triệt để luyện hóa về sau. Tương lai cổ minh nhất định là ngóc đầu trở lại, toàn bộ cửu giới tất sẽ lại một lần nữa lâm vào hắc ám, cũng không còn cách nào lại thấy ánh mặt trời oanh nổ mạnh thanh âm rung chuyển cửu thiên thập địa khủng bố vô cùng lực xung kích nháy mắt phá hủy nghìn vạn dặm mặt đất hết thảy như thế một kích toàn bộ cửu giới đều thiếu chút nữa nước vỡ nếu như không phải giờ này khắc này có vô cùng vô tận đạo văn đem toàn bộ cửu giới vững vàng tập trung chỉ sợ tại như thế khủng bố một trận chiến phía dưới toàn bộ cửu giới đều thoáng cái bị oanh được nát bấy nháy mắt tan thành mây khói tại khai thiên một búa phía dưới Lão quỷ theo cử thế vô địch tư thái chặn lại thiết giáp trượng nhân, bá đạo vô cùng, nhưng thế nhân cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, quản chi là mặt khác tán địa cử đầu nhìn, cũng không khỏi thán phục một tiếng, lão quỷ đích thật là bảo đao không lão, đích thật là cùng bá vô địch, không thua tại năm đó chi dũng. Lên, ở thời điểm này, huyết thủ ma đồ, thiên độ tiên đế bọn hắn đều điên cuồng hét lên, đem mình hết thảy huyết khí đều điên cuồng mà tuôn ra trót vào thể phương bên trong đem mình tất cả lực lượng đều không giữ lại chút nào trút xuống nhập thể phương bên trong. Đối với cổ minh nhất tộc mà nói, bọn hắn không thể ở lâu, bọn hắn phải lại một lần nữa trốn đi thật xa, bằng không mà nói, ngẫn đến thời gian càng lâu, đối với bọn họ lại càng bất lợi. Chỉ cần bọn hắn mang theo thiên thi bỏ chạy mà đi, sớm muộn có một ngày, bọn hắn cổ minh nhất tộc sẽ ngóc đầu trở lại, cửu giới, thập tam châu đều là bọn hắn đấy, ức vàng sinh linh huyết nhục, đều là bọn hắn thịnh yến trên bàn mỹ vị. Ở thời điểm này, nghe được quanh, quanh, quanh chấn động thanh âm vang lên, thiết giáp cự nhân lực lượng điên cuồng tăng vọt, mỗi người lại một cái tiên thể lũy chồng. Ở thời điểm này, cổ minh nhất tộc muốn thúc giục thể phương, 12 tiên thể hợp nhất. Nếu để cho thể phương 12 tiên thể hợp nhất, vậy quá kinh khủng, cái này sau một vị tiên đế đồng thời có được 12 tiên thể đại thành không biết rõ còn kinh khủng hơn bao nhiêu gấp trăm lần đáng tiếc, đây cũng không phải là trước kia kỷ nguyên. Các ngươi thể phương còn chưa mở ra một tờ. Gặp thiết giáp cự nhân lực lượng điên cuồng tăng vọt, quy lực sau mười mấy cái tiên đế liên thủ còn kinh khủng hơn, cái này khiến lão quỷ cũng không khỏi thán phục một tiếng. Ơ thời điểm này, lão quỷ xuất thủ nữa, kèn một tiếng, cự phủ sáng như tuyết, bất kể là ai đều không hoài nghi, một búa chém xuống, tuyệt đối có thể đem thiên đồ tiên đế bọn hắn chém giết, chỉ có điều, thiên đồ tiên đế bọn hắn núp ở thể phương ở trong mà thôi. Đùng, đùng, đùng. Vừa lúc đó, trên bầu trời kiếp hải gắn kết thành một cổ thiểm điện kiếp lôi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay giữa thạch hỏa điện quan này, chỉ thấy thiểm điện kiếp lôi như là thác nước trút xuống, hướng lão quỷ đánh tới. Trước đó, trên bầu trời thiểm điện kiếp lôi đều là tập trung điên cuồng hỏa lực hướng thái sơ thụ điên cuồng công kích. Nhưng là, lại oanh bất tử thái sơ thụ. Lúc này, trên bầu trời kiếp hải vậy mà phân lưu, phân ra một cổ cường đại thiểm điện kiếp lôi đánh phía lão quỷ. Con em ngươi, lão tạc thiên, đột nhiên bị thiên kiếp nhìn chầm chầm vào, lão quỷ cũng không khỏi mắng to một tiếng, thét dài nói, nhắc đến phòng ngự. Tại lão quỷ vừa dứt lời hạ thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy thiên cổ thi oanh nổi lên sáng chói không gì sánh được quang mang, trong nháy mắt này, nghe được ken, 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 từng tiếng vang lên, tại lão quỷ trên đỉnh đầu nháy mắt trúc cấu nổi lên vô cùng lớn thuẫn vách tường. Phong tuyệt hết thảy. Tại, quanh, 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 nổ mạnh phía dưới, cái này vô cùng lớn thuẫn vách tường chặn lắng xuống thiên kiếp, tại nổ mạnh phía dưới, toàn bộ cửu giới đều đông đưa không ngừng. Ở thời điểm này, thái sơ thụ nháy mắt phúng dũng ra càng thêm sáng chói thái sơ hào quang, nghe được, ông, một thanh âm vang lên, thái sơ thụ giống như hóa thành vòng xoáy khổng lồ, tại chặt chẽ kéo lấy đáng sợ thiên kiếp. Mặc dù là thái sơ thụ đã kéo lại thiên kiếp đại bộ phận hỏa lực, nhưng là thiên kiếp mặt khác hỏa lực đánh vào lão quỷ phòng ngự phía trên, nhất thời nửa khắc. Lão quỷ cũng bị đánh cho đánh loạn choạng, càng chết là, trên bầu trời kiếp hải đang điên cuồng gắn kết lấy thiên kiếp, toàn bộ bầu trời biến thành ống ánh không gì sánh được. Muốn hàng thiên tru, chứng kiến bầu trời kiếp hải đang điên cuồng gắn kết lấy thiên kiếp, toàn bộ bầu trời đều biến thành sáng chói, lập tức nhường mặt khác tán địa cự đầu đều sắc mặt phải biến đổi. Giết, lúc này thiên đồ tiên đế bọn hắn cũng nhìn thấy thời cơ, điên cuồng hét lên lấy phát, bạo phát cường đại nhất vô cùng uy lực, thiết giáp cự nhân có được lấy hủy thiên diệt địa lực lượng. Đánh tung hướng về phía lão quỷ. Đây đối với cổ minh nhất tộc mà nói, đây là vô cùng khó được thời cơ, có ngày cướp áp chế lão quỷ, như vậy bọn hắn liền có cơ hội chém giết lão quỷ. Phanh, phanh, phanh từng đợt nổ mạnh nứt vỡ sơn hà hủy diệt thiên địa lão quỷ trong tay cự phủ cũng như cuồng phong mưa to diệt thế bình thường đánh phía thể phương lão quỷ cũng giống vậy biết rõ tốc chiến tốc thắng một lúc sau giáng xuống chân chính thiên tru đến lúc đó đừng nói trảm cổ minh tựu là thiên tru đều muốn cái mạng già của hắn nhưng là bên trên có thiên kiếp áp chế hà lại có thể phương cường công cảnh này khiến lão quỷ trước sau thụ địch uy lực giảm nhiều ngược lại bị thể phương cho ngăn chặn rồi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, hủy diệt nhật nguyệt tinh thần, không gian bị oanh được nát bấy, lão quỷ bị bức lui. Chết quả đen, nếu như ngươi không có đòn sát thủ, đừng hại chết ta. Tại lúc này đắp lên hạ giáp công phía dưới, lão quỷ cũng có chút ăn không tiêu, quát to một tiếng. Ngay một khắc này, nghe được ông một thanh âm vang lên, ngay một khắc này, cửu giới mỗi một tấc đất đều nháy mắt phúng dũng ra ngập trời lực lượng vô cùng. Nghe được ken, ken, ken pháp tắc thanh âm vang lên, lực lượng đáng sợ dường như hồng thủy đồng dạng phun ra ngoài, xông về bầu trời. Trong chớp mắt này, cửu giới rất nhiều tiên đế trong truyền thừa đều phúng dũng ra ống ánh nhất quan mang, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng nổ mạnh, trong nháy mắt này, tiên đế chi uy tàn sát bừa bãi lấy cửu thiên thập địa, từng tôn vô thượng to lớn cao ngạo thân ảnh hiển hiện. hiện. Minh nhân tiên đế, hồng thiên nữ đế, thôn nhật tiên đế. Nhìn xem cái này từng tôn to lớn cao ngạo vô thượng thân ảnh xuất hiện, cửu giới bên trong có cổ hủ lão tổ không khỏi hét to một tiếng. Trăm ngàn vạn năm đi qua, cũ kỷ nguyên phải kết thúc rồi, thế nhân đều nhanh đã quên mất cái này từng tôn đã từng kinh diễm vô địch tiên đế rồi, nhưng là, hôm nay cái này từng tôn vô thượng tiên đế lại xuất thân bọn hắn tuyệt thế vô song đạo thân. Ken, ken, ken thanh âm vang lên, chỉ thấy từng cái thiên địa pháp tắc trong chớp mắt này đang vào, hóa thành một thanh trường mâu, một bã chiến thiên, tàn sát chúng tiên chiến mâu. Cửu giới chúng sinh phá ma mâu. Có lão tổ đã từng thấy qua cái này cử thế vô địch chiến mâu, đã từng thấy qua cái này đồ diệt hết thảy chiến mâu, đều bị do chấn động theo. Tại cửu giới chúng sinh phá ma mâu hình thành thời điểm, bồng một thanh âm vang lên, bầu trời phía trên xuất hiện một đôi vô cùng lớn cánh đôi này vô cùng lớn cánh nháy mắt che khuất toàn bộ cửu giới, bỏ ra một cái đáng sợ không gì sánh được bóng mờ. Âm nha, chứng kiến cái này vô cùng lớn cánh che khuất cửu giới thời điểm, tán địa bên trong cự đầu cũng không khỏi trong nội tâm phát lạnh, lại gặp được nó. Âm nha, chứng kiến cái này vô cùng lớn cánh, cổ minh nhất tộc càng là sắc mặt bạc màu, liền thiên đồ tiên đế loại tồn tại này cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Năm đó tự là âm nha đồ diệt bọn hắn cổ minh nhất tộc, đem bọn họ cổ minh nhất tộc tại cửu giới nhổ tận gốc. Chương 3241, chân chính bí mật. Âm nha lại một lần nữa xuất hiện, không chỉ là cổ minh nhất tộc, tự là tán địa cự đầu cũng không khỏi vì đó kiên kỵ. Bao nhiêu năm qua đi rồi, âm nha vẫn là âm hồn bất tán, vẫn là cắm rễ ở cửu giới, hiểu rõ âm nha người, cũng biết hắn đáng sợ, Lúc này, tán địa bên trong có cự đầu không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc trên trời cao, trong nội tâm không khỏi sợn hết cả gai ốc. Ken, một thanh âm vang lên, ở thời điểm này, cửu giới chúng sinh phá ma mâu thành, chậm rãi rơi xuống, bị một cánh tay ngọc nhỏ dài tiếp nhận. Ở đằng kia trạm gác cao phía trên. Ở đằng kia cổ điện trước kia, một nữ tử, tao nhã tuyệt thế, tóc vàng tán gió phất phới, xinh đẹp tuyệt luân, giống như tuyệt thế thiên nữ, nhường thế nhân cũng không khỏi vì đó kinh diễm tư dạ điệp hoàng chứng kiến nữ tử này tại cửu giới bên trong có vô cùng cường đại lão tổ cũng đều không khỏi kinh hô một tiếng tư dạ điệp hoàng lần nữa xuất thế chứng kiến nữ tử này không biết rõ có bao nhiêu người chấn động theo tư dạ điệp hoàng cái tên này đã trở thành truyền kỳ nhưng là không có nghĩ đến hôm nay nàng lại một lần nữa xuất thế tư dạ điệp hoàng lúc này cầm trong tay cửu giới chúng sinh phá ma mâu nghe được quanh một tiếng vang thật lớn tại thời khắc này nàng toàn thân bạo phát ra vô cùng vô tận thần quan từng đạo vô thượng thần hoàng hiển hiện chống lên cửu thiên thập địa diễn biến thiên địa vạn binh trong chớp mắt này vô cùng kinh khủng chư đế chi uy đánh tung tới từng tôn tiên đế nháy mắt gia trì tại cửu giới chúng sinh phá ma mâu phía trên giết tư giả điệp hoàng thét dài một tiếng trong tay cửu giới chúng sinh phá ma mâu nháy mắt ném, phá không mà ra, đánh phía chống trời tắt thì lập thiết giáp cự nhân. Phanh một thanh âm vang lên, không gian nứt vỡ, một mâu trí mạng. Chư tiên cũng tốt, chúng đế cũng thế, một mâu phía dưới, nháy mắt đều sẽ bị oanh sát. Tại đây, phanh, trong thanh âm, cửu giới chúng sinh phá ma mâu, nháy mắt đánh trúng vào thiết giáp cự nhân lòng ngực. Không tốt, cổ minh nhất tộc tất cả mọi người đều không khỏi vì đó hoảng sợ, bọn hắn quát to một tiếng, nói ra, không có khả năng, phải biết, bọn hắn thiết giáp cự nhân tựu là thể phương, nó có thể diễn biến hết thảy, thậm chí có thể hóa thành kim cương bất diệt thể đem toàn bộ thế giới dung nạp đi vào, có thể nói, không có gì đồ đạc là có thể oanh phá thể phương đấy. Nhưng là, tại thời khắc này, cửu giới chúng sinh phá ma mâu lại đính tại thiết giáp cự nhân trên lòng ngực rồi, này làm sao không đem bọn hắn sợ hãi kêu lên một cái đâu. Nhưng là, bọn hắn nhìn kỹ, thể phương không chút nào không tổn hại, cửu giới chúng sinh phá ma mâu cũng không có đóng xuyên thể phương. Tại thời khắc này, nghe được ken, ken, ken thanh âm vang lên, đính tại thiết giáp cự nhân trên người cửu giới chúng sinh phá ma mâu vậy mà sinh ra từng đạo dây xích, cái này từng đầu dây xích thoáng cái khóa lại thiết giáp cự nhân, hơn nữa một chỗ khác thoáng cái đóng vào bên trong lòng đất. Ở thời điểm này, đóng vào mặt đất phía trên dây xích nháy mắt tản ra hào quang, giống như theo cửu giới bên trong thoáng cái hấp thu rộng lượng không gì sánh được lực lượng đồng dạng. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, ở thời điểm này, vô cùng lớn thiết giáp cự nhân lay động một cái, nó cái kia vô cùng lớn thân thể bắt đầu trầm xuống, là đóng vào cửu giới mặt đất dây xích ngự dùng cửu giới lực lượng, cứ thế mà mà đem thiết giáp cự nhân kéo xuống đến, muốn đem nó khóa ở trên mặt đất. Lên, tại thiết giáp cự nhân bên trong thiên độ tiên đế bọn hắn cả kinh hét lớn một tiếng, nhưng là, thể phương không có chút nào đồng tĩnh. Thiên đồ tiên đế bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chủ trì đại cục huyết thủ ma đồ bị một đạo pháp tắc xuyên qua lồng ngực, đinh khóa tại chỗ đó. Lão tổ, chứng kiến huyết thủ ma đồ bị một đạo pháp tắc đóng xuyên lồng ngực thời điểm, thiên đồ tiên đế bọn hắn quát to một tiếng. Tại tư, tư, tư thanh âm vang lên thời điểm, chỉ thấy huyết thủ ma đồ thân thể đang tan rã, thân thể diện mạo đều phát sinh biến hóa. Tại ông, một tiếng bên trong, chỉ thấy đang tan rã quang mang bên trong, chỉ thấy huyết thủ ma đồ gương mặt đột nhiên biến đổi. Xuất hiện một người tuổi còn trẻ gương mặt. Âm nha chứng kiến huyết thủ ma đồ gương mặt đột nhiên biến thành một người khác mặt, Cổ Minh sợ hãi kêu lên một cái, liền thiên đồ tiên đế loại tồn tại này đều hoảng sợ, lui về sau một bước. Là thân thể của ta, cút ra ngoài. Thân thể đang tan rã huyết thủ ma đồ hét lớn một tiếng lại biến trở về hắn dáng dấp, nhưng là, theo đinh khóa tại hắn lòng ngực pháp tắc bắt đầu bao trùm thân thể của hắn thời điểm, âm nha lý thất giả dạ gương mặt lại một lần nữa xuất hiện. Không, đây là thần trí của ta, một sợi thần thức. Tạo hình thành hắn mà thôi. Lý thất giả dạ thanh âm vang lên. Không, huyết thủ ma đồ lệ khiếu một tiếng, muốn dãy dụa, khuôn mặt của hắn nửa ẩn nửa hiện, nhưng là, tại sao một khắc, lại xuất hiện lý thất giả dạ gương mặt. Trước đó, huyết thủ ma đồ tự là huyết thủ ma đồ, nhưng là, lúc cửu giới chúng sinh phá ma mâu một đạo pháp tắc xuyên thấu qua thể phương, nháy mắt đính tại huyết thủ ma đồ trên lòng ngực. Cửu giới chúng sinh phá ma mâu cũng không có đóng xuyên thể phương, nhưng là, có huyết thủ ma đồ tại, nó một đạo cực kỳ ảo diệu pháp tắc lại có thể xuyên thấu tới. Đương đạo này pháp tắc thoáng cái đính tại huyết thủ ma đồ trên lòng ngực thời điểm, nó giống như là một cái chìa khóa, nháy mắt giải khai huyết thủ ma đồ trong thân thể tại chính thức ảo diệu. Cuối cùng, nghe được Ken một tiếng tập trung, huyết thủ ma đồ hết thảy hình thái đều bị ma diệt, lộ ra bản tượng, lý thất dạ. Ta, tự là lý thất dạ, một đạo thần thức. Ở thời điểm này, âm nhà lý thất dạ xuất hiện. Đáng sợ một màn xuất hiện ở cổ minh nhất tộc tất cả mọi người trước mặt, huyết thủ ma đồ, cũng không phải huyết thủ ma đồ, hắn là lý thất dạ một đạo thần thức không sai. Cái này là lý thất giả dạ một đạo thần thức, chỉ có điều, ngoại trừ lý thất dạ bản thân bên ngoài, không có ai biết bí mật này, liền đạo này thần thức cũng không biết. Huyết thủ ma đồ cũng sớm đã chết rồi, lý thất giả dạ ra khỏi hắn hết thảy. Sau đó lý thất giả dạ theo tự mình một đạo thần thức cân nhắc luyện hóa thành huyết thủ ma đồ, sau đó lại đem từ trên thân huyết thủ ma đồ bóc xuống ký ức bản năng vân, vân hết thảy đều dung luyện vào cái này do thần thức luyện thành huyết thủ ma đồ trên thân. Đây cũng chính là nói, từ vừa mới bắt đầu, cái này do lý thất dạ một đạo thần thức luyện thành huyết thủ ma đồ. Hắn cũng không biết tự mình là lý thất dạ một đạo thần thức, hắn vẫn luôn cho là mình là huyết thủ ma đồ, chân chính huyết thủ ma đồ. Nhưng là, bí mật này là huyết thủ ma đồ chính hắn không cách nào mở ra đấy, ngoại nhân cũng là không cách nào mở ra đấy có thể mở ra bí mật này đúng là dấu ở cửu giới chúng sinh phá ma mâu ở trong một đạo cực kỳ ảo diệu vô song pháp tắc, nó tự là mở ra bí mật này chìa khóa. Đương cái này chìa khóa đóng vào huyết thủ ma đồ trên thân, như vậy đạo này thần thức sẽ nháy mắt tan rã huyết thủ ma đồ hết thảy ký ức, bản năng, khôi phục nó bổn tướng, lý thất dạ một đạo thần thức. Không tốt. Đây là một cái âm mưu. Trong chớp mắt này, tuyệt thế vô song thiên độ tiên đế kinh hải, nhào tới tại huyết thủ ma đồ lúc trở về thiên đồ tiên đế bọn hắn đã từng theo dùng vô số thủ đoạn đi thăm dò bọn hắn cũng giống vậy sợ hãi âm nha động thủ đoạn gì nhưng là bất luận bọn hắn dùng cái gì thủ đoạn đi thăm dò huyết thủ ma đồ đều là thật hơn nữa hắn triệt để không có vấn đề âm nha cũng không có ở trên người của hắn lưu lại bất kỳ thủ đoạn nào cũng không có lưu lại cái gì truy tung bí thuật hơn nữa trăm ngàn vạn năm đi qua huyết thủ ma đồ đều không có vấn đề gì hắn vẫn là năm đó cái kia chí cao vô thượng huyết thủ ma đồ vẫn là cơ trí vô song lão tổ nhưng mà nhường thiên đồ tiên đế bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là đây là cảnh giới cao nhất dùng giả tráo thật mà không phải âm nha trên người huyết thủ ma đồ động cái gì tay chân mà là toàn bộ huyết thủ ma đồ đều là giả dối hắn tự là âm nha một đạo thần thức thiên đồ tiên đế bọn hắn cũng không biết âm nha vì tạo hình một cái như vậy huyết thủ ma đồ không chỉ là hao tốn vô số tâm huyết càng là dùng trăm ngàn vạn năm thời gian, mới chính thức bắt nó hàm dưỡng thành hoàng mỹ không gì sánh được tác phẩm, chân chính huyết thủ ma đồ. Có thể nói, chỉ cần không có đạo này pháp tắc cởi bỏ bí mật này, như vậy, nó tự là chân chính huyết thủ ma đồ, mãi mãi cũng là huyết thủ ma đồ. Đã muộn, ngay tại thiên đồ tiên đế bọn hắn nhào tới, muốn giết lý thất dạ thời điểm, lúc này, nghe được khen một thanh âm vang lên. Lý thất dạ đã trong tay nắm cửu giới chúng sinh phá ma mâu rồi phanh một thanh âm vang lên ở thời điểm này thể phương mở ra máu tươi bão táp lúc thể phương mở ra thời điểm chỉ thấy cổ minh tiên đế muốn đứng lên đào tẩu nhưng là cửu giới chúng sinh phá ma mâu phá không mà ra nghe được phốc một tiếng máu tươi tiêu xạ a à, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cửu thiên thập địa cổ minh nhất tộc muốn chạy trốn tiên đế đều bị cửu giới chúng sinh phá ma mâu đinh giết tại đó oanh một tiếng vang thật lớn cuối cùng tại nổ mạnh phía dưới, chỉ thấy vô cùng cường đại dây xích cứ thế mà mà đem thể phương khóa vào sâu trong lòng đất. Oanh, 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 vừa lúc đó, trên bầu trời thoáng cái vô cùng vô tận thiểm điện kiếp lôi trút xuống, giống như muốn hủy diệt hết thảy, dọa đến đám cự đầu cũng không khỏi sợn hết cả gai ốc. Ta đi. Lão quỷ cũng thét dài một tiếng. Nháy mắt trốn vào thiên cổ thi địa. Nhưng là, thiên kiếp yên nguyên điên cuồng mà đánh tung mà xuống, nghe được oanh 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 nổ mạnh chi bên tai không dứt chỉ thấy thiên cổ thi địa bị sụp đổ được từng tòa ngọn núi nát bấy mười phần rung động nhân tâm chứng kiến một màn như vậy mặt khác tán địa cự đầu cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí nếu như lão quỷ chậm một chút nữa hắn đều sẽ bị đánh cho tan thành mây khói vừa lúc đó trên bầu trời vang lên oanh một tiếng vang thật lớn mười phần trầm muộn nổ mạnh giống như trên trời cao hết thảy đều nổ tung có vô cùng tiên quan tách ra quảng chi có vô số không gian cách xa nhau vẫn là mười phần rung động nhân tâm oanh 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 tại nơi này đợi thương khung dường như bị oanh toái một cổ lại một cổ vô cùng lớn thiên thi theo trên trời cao rơi xuống cửu giới thập tam châu đều có thể chứng kiến cái này vô số cổ thiên thi rớt xuống đồ sộ cảnh tượng quá mạnh đi chứng kiến một màn như vậy bất luận là vô thượng tồn tại còn là trong bóng tối cự đầu đều hít một hơi lãnh khí, đánh rung một cái, thì thào nói, thật chẳng lẽ sẽ bị hắn giết sạch hết thảy, thật sự sẽ để cho hắn triệt để trực đảo Hoàng Long sao? Ơ thời điểm này, bọn hắn cũng không khỏi sợ hết cả gai ốc, nếu quả như thật nhường âm nha chiến thắng trở về trở về, như vậy, bọn hắn tận thế đã tới rồi. Chương 3242, quyết chiến đến cùng. Thiên địa sụp đổ, đại đạo diệt, hết thảy đều hóa thành tro bụi, đây là một hồi diệt thế cuộc chiến, chiến tranh uy lực vượt xa bất luận cái gì tồn tại tưởng tượng. Đáng sợ như vậy chiến tranh, nếu như phát sinh ở ba ngàn đại thế giới là bất luận cái gì một cái thế giới, đều sẽ toàn bộ thế giới thoáng cái tan thành mây khói, thậm chí có khả năng liền toàn bộ ba ngàn thế giới cũng sẽ ở đáng sợ như vậy trong chiến tranh thành cho phế tích. Đây là một cái tại trên trời cao thế giới, tại phía xa ba ngàn đại thế giới bên ngoài không tại trong ngũ hành nơi này là một cái đã triệt để hủy diệt thế giới chỉ còn lại có một cái xác không thế giới mặc dù là như thế tại như thế kinh khủng đại chiến bên trong cái này tĩnh mịch thế giới cũng giống vậy một lần lại một lần bị oanh được nát bấy ở chỗ này không có không gian không có thời gian bất luận cái gì sinh linh chỗ thân tại một cái thế giới như vậy đều sẽ nháy mắt bị mất mạng chỉ có vô thường khủng bố loại tồn tại này lúc này mới có thể còn sống ở thế giới như vậy bên trong. Lúc này, Lý Thất Giả dạ đứng sừng sững ở chỗ đó, nhưng là... Lúc này hắn máu me khắp người, toàn thân hắn máu me đầm đìa, thoạt nhìn thật giống như theo trong ao máu kiếm đi ra đồng dạng. Đáng sợ nhất chính là, Lý Thất Giả dạ toàn thân là máu tươi giao thoa, không có một khối là nguyên vẹn chỗ, từng đạo lồng ngực, đó là nhìn thấy mà giật mình. Ở thời điểm này, Lý Thất Giả dạ lồng ngực bị đánh nát, mi tâm bị phách khai mở, cánh tay bị gãy toái, bả vai bị phách mở. Lý thất giả thương thế trên người đó thật là quá kinh khủng, nhưng bất luận kẻ nào xem đến cũng không khỏi sợn hết cả gai ốc, toàn thân hắn thương thế thoạt nhìn, cả người hắn chỉ cần thoáng chạm thử. Sẽ thoáng cái mệt trả rời. Mặc dù là như thế, lý thất giả sừng sững không ngã, giống như khủng bố như vậy thương thế không phải ở trên người hắn, tự hồ vậy chỉ bất quá là không có ý nghĩa miệng vết thương lúc này, quản chi lý thất già cường đại trở lại rồi, nhưng là nhục thể của hắn đã không cách nào cải tạo rồi, bởi vì đây là trí mạng xúc phạm, quản chi thân thể cải tạo, đó cũng là không làm nên chuyện gì. ngồi trên mặt đất, tán lạc không ít nứt vỡ binh khí, có từng kiện từng kiện vô thượng tiên bảo nứt vỡ, cũng có được vô số tinh thạch bị ép khô, đã trở thành phế thạch. khủng bố như thế đại chiến, từng kiện từng kiện kinh thế vô song tiên binh đều đánh sập, vô số tài nguyên vô tận thủ đoạn đều ở đây khủng bố tuyệt luân trong trận chiến ấy tiêu hao cái này nứt vỡ trên mặt đất tiên binh bị ép khô tài nguyên cái này không những chỉ có lý thất giả đấy còn có những cái kia vô thượng kinh khủng lưu lại tới trừ đó ra còn có vô thượng kinh khủng thân thể khổng lồ ngã xuống chỗ đó lúc bọn hắn bị chém giết về sau nếu như không có bị luyện hóa thi thể của bọn hắn sẽ trầm xuống cũng đã không thể dừng lại tại như vậy một cái thương khung bên ngoài thế giới nhau nhau rơi xuống tại ba ngàn đại thế giới. Đây cũng chính là vì cái gì tại cửu giới, thập tam châu có thể chứng kiến vô số cổ thiên thi theo trên trời cao rơi xuống nguyên nhân. Lý thất giả chiến đến trời sập, chém giết một tôn lại một tôn vô thượng khủng bố, đương nhiên, tại như thế tàn khốc trong lúc kích chiến, lý thất giả cũng là bỏ ra cái giá cực lớn. Ở thời điểm này, tại lý thất giả bốn phía, từng tôn cao lớn không gì sánh được thân ảnh, Lý thất dạ đã bị từng tôn vô thượng khủng bố chặt chẽ bao vây rồi. Bất quá, cái này từng tôn vô thượng khủng bố cũng bỏ ra thảm trọng không gì sánh được đại giới. Lúc này, còn sống vô thượng khủng bố có rất nhiều đầu bị phách khai mở, có rất nhiều thân thể bị xé nát, cũng có bị nổ nát hơn phân nửa thân thể. Toàn bộ tràn diện là mười phần tàn khốc. Cái này từng tôn vô thượng kinh khủng thân thể vô cùng lớn, thò tay có thể hái nhật nguyệt tinh thần, thân thể của bọn hắn tựu là quái vật khổng lồ. Tại bị dạng này từng tôn vô thượng khủng bố đoàn đoàn bao vây ở thời điểm, lý thất giả dạ thoạt nhìn giống như là một con kiến hôi. Nhưng là, đứng sừng sững ở chỗ đó lý thất Dạ, quản chi thân thể của hắn thoạt nhìn như vậy nhỏ bé. Hắn yên nguyên có thể một người đánh mười người. Tại đây chút ít vây công lý thất giả dạ vô thượng khủng bố bên trong, trong đó có một tôn vô thượng kinh khủng thân thể là nhỏ nhất hắn và lý thất dạ cao không sai biệt cho lắm lớn. Hơn nữa tại đây vô thượng khủng bố bên trong, người này là duy nhất là hình người vô thượng khủng bố. Cái vị này vô thường khủng bố thoạt nhìn là một cái lão già, lão giả này ăn mặc một thân áo đây, hắn một thân áo đây vừa cũ lại phá, chứng kiến trên người hắn dạng này áo đây, người không biết chuyện, còn tưởng rằng hắn là bên đường xin ăn đâu. Lão giả này gầy đến cùng da lông xương, vừa nhìn liền biết là nhiều năm dinh dưỡng không đầy đủ, khiến người cảm thấy là thuộc về ăn hết bên trên một chầu không có bữa tiếp theo nghèo lão đâu. Lão giả này hắn một đôi mắt thật sâu lõm xuống dưới, có thể nhìn thấy hốc mắt xương rồi, như thế da bọc xương dáng dấp, hắn thoạt nhìn có điểm giống thật là lâu không có ăn uống gì zombie rồi. Nhưng là, lúc thỉnh thoảng, lão giả này cái kia hãm sâu đi xuống hai khỏa con mắt sẽ có một đạo quang mang chật lóe lên, quan mang như vậy chật lóe lên thời điểm, đó là thôn thiên phệ địa. Cái gì tiên đế, cái gì thủy tổ, cái gì vô địch, tại hắn dạng này một ánh mắt phía dưới, đều sẽ nháy mắt bị cắn nuốt được không còn một mảnh. Ở thời điểm này, lão giả này đứng ở từng tôn vô thường khủng bố trước kia, những thứ khác vô thường khủng bố bất luận là thân thể to lớn bao nhiêu, kinh khủng cỡ nào vô địch, nhưng là, bọn hắn cũng không dám đơn giản đi quá giới hạn. Răng rắc thanh âm vang lên, lúc này có một tôn vô thượng khủng bố đang nhắm nuốt lấy một khối máu me đầm đìa thịt, nói ra, ăn ngon, mỹ vị. Nói xong, ánh mắt của hắn đáng sợ không gì sánh được. Nhìn chầm chập lý thất dạ. Không sai, hắn đang nhai nuốt lấy thịt, đúng là từ trên thân lý thất dạ chặt đi xuống đấy. Nhưng là, đối với cái này một tôn vô thượng khủng bố, lý thất dạ không thèm để ý sẻ, ánh mắt chỉ là lạnh lùng nhìn xem lão đầu kia mà thôi. Không sai, trước mắt lão đầu này, là trước mắt những này vô thượng khủng bố trong tồn tại cường đại nhất, hắn không có xưng hô, Lý thất dạ cũng không có hỏi hắn, chỉ có điều, trước mắt mặt khác vô thường khủng bố cũng gọi hắn một tiếng, lão đầu. Lão đầu này, tự là ngay từ đầu chính là cái kia thanh âm sâu kín. Thật sự là hắn thật là đáng sợ, rất khủng bố, cũng là hắn trên người lý thất dạ lưu lại tối đa vết thương người. Tại đây không có giáp, không có năm tháng. Lão đầu này sâu kín nói ra, không biết rõ cái gì năm tháng, có người có thể tổn thương qua ta rồi lão đầu này mặc dù mười phần khủng bố, nhưng là, hắn cũng bị thương, vai trái bị một đau đâm thủng, máu tươi chảy ròng. Bất quá, so về lý thất dạ toàn thân không còn hoàn hảo chỗ, lão đầu này thương thế vậy căn bản không là cái gì rồi. Tổn thương ngươi, đáng là gì, hôm nay, muốn chém ngươi. Lý thất giả đứng ở nơi đó. Hơi hợt, quản chi là vết thương chằng chịt, thân thể dường như muốn mệt trả rời, nhưng hắn đều không có một chút nhíu mày, vẫn đứng vững không ngã tuyên cổ vô địch ngươi thật sự là có thực lực này lão đầu này sâu kín nói ra hắn nói chuyện trung khí chưa đủ nghe hình như là hữu khí vô lực bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở đồng dạng nhưng là hắn đáng sợ lại là đủ có thể khiến ba ngàn đại thế giới run rẩy như hắn loại tồn tại này há miệng ra liền có thể nháy mắt nuốt vào ba ngàn đại thế giới bất quá hôm nay ngươi không có cơ hội này lão đầu sâu kín nói ra chúng ta không những muốn đem ngươi chém giết. Còn muốn đem ngươi tách rời, đem ngươi huyết nhục xé xác ăn, không chút nào lưu, liền mảnh xương vụn đều không buông tha. Máu me đầm đìa mà nói tựu là từ nơi này lão đầu cái kia hư nhược trong khẩu khí nói ra, lúc nghe được lời như vậy, khiến người giống như thấy được lão đầu này tại gầm ăn lý thất dạ thịt xương một mạng, khiến người không khỏi sợn hết cả gai ốc, không khỏi run lên một cái. Thật sao? Lý thất dạ nở nụ cười, Hoàn toàn không thèm để ý, nói ra, đợi các ngươi có cơ hội này rồi nói sau. Chúng ta muốn vào ăn. Một cái vô thường khủng bố quát to một tiếng. Những thứ khác vô thường khủng bố cũng đều ánh mắt phúng dũng, nhìn chầm chập lý thất dạ. Ở thời điểm này, có thể hết sức rõ ràng nghe được bọn hắn tiếng nuốt nước miếng. Ta muốn đảo tâm của hắn. Có vô thường khủng bố gắt gao nhìn chầm chầm lý thất dạ. Cũng có vô thường khủng bố nuốt nước miếng một cái nói ra, ta muốn hắn chân mệnh. Ta chỉ cần thái sơ nguyên mệnh, còn có vô thường khủng bố nhịn được tự mình đói khát, nuốt nước miếng một cái. Lão đầu nhẹ nhàng nhất tay, ở đây vô thường khủng bố đều thoáng cái dừng lại thanh âm, không hề nghi ngờ. Ở trước mắt những này vô thường khủng bố bên trong, hắn là có được rất cao quyền uy cùng địa vị. Ta là tôn kính đối thủ người. Lão đầu này sâu kín nói ra, người có cái gì duyên ngôn? tại nơi này lão đầu nhìn qua lý thất dạ thời điểm, thật giống như nhìn xem người chết, có lẽ nói, lúc này trong mắt hắn, lý thất dạ chính là một cái người chết. Không có gì duyên ngôn. Lý thất dạ nhàn nhạt cười cười, vẫn là phong khinh vân đạm, vẫn là thần thái tự nhiên, nói ra, chỉ tiếc, ta không có nhìn thấy người kia. Người kia, lúc lý thất dạ vừa nhắc tới người kia thời điểm, ở đây vô thượng khủng bố đều thoáng cái an tĩnh. Bọn hắn đều ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt của bọn hắn đều nhảy lên một chút. Có thể nói, bọn họ là tồn tại khủng bố nhất, chưa bao giờ biết rõ cái gì gọi là sợ hãi, cái gì gọi là sợ hãi, nhưng là, nâng lên, người kia thời điểm, bọn hắn thần thái không đồng dạng. Chính là cái này lão đầu, hắn cũng ánh mắt nhảy lên một chút, nhẹ nhàng mà nhíu mày, cuối cùng hắn ngắm nhìn lý thất dạ, từ từ nói, người kia. Những thứ khác vô thượng khủng bố không nói gì, chỉ là chậm chậm vào lý thất dạ mà thôi ngươi không ngoài ý muốn lý thất dạ lạnh nhạt nói chỉ có điều ta không có phát hiện hắn hắn cần phải ở chỗ này mới đúng nói khuyết ánh mắt quét một chút nhưng là cái này rộng lớn không gì sánh được thế giới không có phát hiện tung ảnh của hắn có lẽ vậy lão đầu này trầm ngâm một chút cuối cùng từ từ nói có lẽ hắn ngay ở chỗ này trong thế giới này nói đến đây hắn là dừng một chút không phải rất khẳng định, thần thái có chút kỳ quái. Cái kia cho phép ta hỏi một vấn đề. Lý Thất Dạ cười cười, từ từ nói, các ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy hắn thời điểm, đó là cái gì thời điểm? Lý Thất Dạ vấn đề này, cũng làm cho ở đây vô thường khủng bố cũng không khỏi nhau nhau liếc nhìn nhau. Trước mắt những này vô thường khủng bố, bọn hắn có thể xem hết thảy làm sâu kiến, có thể không đem hết thảy để ở trong mắt, có thể không quan tâm hết thảy, nhưng là, nâng lên người kia thời điểm, bọn hắn không thể không cẩn thận. Ở thời điểm này, bọn hắn đều liếc nhìn nhau, tự hồ bọn hắn đều không nhớ rõ một lần cuối cùng là lúc nào từng thấy người đó rồi. Thời gian quá xa xưa rồi, không nhớ rõ. Lão đầu này đều nhẹ nhàng mà lắc đầu phát, không phải mười phần khẳng định. Giống như, lần kia trốn phản bội người thời điểm, hắn cũng không có xuất hiện. Ít nhất ta không có gặp, các ngươi thấy không? Một tôn vô thượng khủng bố nói ra, nhìn xem những thứ khác vô thượng khủng bố. Cái này từng tôn vô thượng khủng bố, bọn hắn mặc dù đều ở đây cái thế giới, nhưng rất ít giao lưu. Chương 3243, tan thành mây khói. Người kia, truyền thuyết là tồn tại cường đại nhất, đáng sợ nhất khủng bố, cũng là đi được xa nhất tồn tại, quản chi là bọn hắn bản thân, đối với người kia đều mười phần kiên kỵ. Nếu như nói, người kia không ở, cao hứng nhất, đương nhiên là bọn hắn bản thân rồi. Tại cực kỳ lâu trước kia, lâu đến bọn hắn đều không nhớ ra được đó là cái gì thời điểm, người kia lại cũng chưa từng xuất hiện rồi, vô thường khủng bố đều không nhớ ra được hắn một lần cuối cùng là lúc nào xuất hiện. Tự hồ, người kia cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất. Không còn xuất hiện cũng không có cùng bất cứ người nào bắt chuyện qua lý thất giả dạ không có đi xem những thứ khác vô thường khủng bố mà là nhìn xem lão đầu từ từ nói cho phép ta hỏi một câu nữa hắn còn ở lại chỗ này cái thế giới sao lão đầu này không khỏi hé mắt hắn là hết sức nghiêm túc chăm chú suy nghĩ lý thất giả dạ vấn đề này vấn đề này đó cũng không phải là bình thường vấn đề cuối cùng hắn trầm ngâm một chút từ từ nói cái này khó mà nói khó mà nói ít nhất ta cũng không nắm chắc được không ai có thể vượt qua có lẽ hắn yên nguyên còn tại chỉ có điều chúng ta không biết rõ mà thôi một tôn vô thường khủng bố trầm giọng nói trên thực tế cho dù lúc này hết thảy vô thường kinh khủng ánh mắt càng quét toàn bộ thế giới cũng không phát hiện người kia tung tích không có phát hiện dấu vết nào trước mắt vô thường khủng bố cũng đều liếc nhìn nhau người kia biến mất tại bọn hắn không có cảm giác tầm đó biến mất có lẽ hắn còn ở lại đây cái thế giới bên trong hoặc là hắn đã sớm ly khai cái thế giới này về phần hắn đi đâu cái thế giới không có ai biết người kia hành tung thành mê cho dù vô thường khủng bố bọn hắn bản thân cũng nói không rõ ràng lắm trong tuế nguyệt dài dằng dặc vô cùng người kia cứ như vậy vô thanh vô tức không thấy tất cả mọi người không có lưu ý đến đáng tiếc lý thất dạ nhẹ nhàng lắc đầu từ từ nói ta tới đây cũng muốn đánh với hắn một trận đáng tiếc không thể thành nguyện. Lý thất giả bình tĩnh như vậy mà nói, không có vô thường khủng bố đi cười hắn, đương nhiên, có vô thường khủng bố trong lòng cũng đích thật là muốn nhìn đến một màn này, có vô thường khủng bố muốn biết, người kia đến tột cùng đi được có xa lắm không rồi. Là đáng tiếc. Lão đầu này cũng nhẹ nhàng gật đầu. Từ từ nói, ta cũng muốn chứng kiến hắn ra tay, đáng tiếc, không có cơ hội, ngươi cũng là cũng không có cơ hội nữa. Đã Diên Ngôn nói xong rồi, nên động thủ, chúng ta muốn vào ăn Một tôn vô thường khủng bố thanh âm lạnh như băng Khiến người nghe được sợn hết cả gai ốc Bọn hắn chầm chầm vào lý thất dạ Con mắt tràn đầy khát máu quang mang Bọn hắn lúc này chính là muốn muốn đem lý thất dạ ăn tươi Một điểm huyết nhục đều không cần lãng phí Thật sao? Lý thất giả dạ hời hợt, nở nụ cười Từ từ nói, có lẽ là ta thu hoạch thời điểm rồi Ngươi thật sự rất cường đại Nhưng hôm nay ngươi nhất định phải chết lão đầu này từ từ nói ngươi dãy dùa thế nào đi nữa đều không cải biến được bị chúng ta xé xác ăn vận mệnh bất quá ngươi có thể dãy dù liền thỏa thích dãy dù đi càng dãy dùa, như vậy huyết nhục của ngươi liền càng là mỹ vị nói xong hắn nhẹ nhàng mà liếm liếm bờ môi của mình lão đầu này mà nói khiến người không khỏi sẩn hết cả gai ốc ở thời điểm này đều khiến người giống như thấy được bọn hắn ăn uống lý thất dạ một màng thật sao lý thất dạ không khỏi lộ ra nồng đậm dáng tươi cười từ từ nói cũng là cuối ta đưa các ngươi một kiện lễ vật hy vọng các ngươi ưa thích nói xong chậm rãi lấy ra một kiện đồ vật lúc này lý thất dạ trong tay dẫn theo một vật đồng che khóa một đoạn tinh trụ không sai cái này là lý thất dạ đòn sát thủ hắn là tốn hao vô số tâm huyết có được đồ vật gì đó nằm đó tại tinh kê tiên quán bên trong tinh kê chứng kiến cái này đồ vật đều lập tức làm ra nhượng bộ thái sơ chi quan chứng kiến lý thất dạ trong tay tinh trụ lão đầu này cũng không khỏi đồng tử co rút lại một chút ở đây mặt khác vô thượng khủng bố vừa nhìn thấy lý thất dạ trong tay tinh trụ cũng không khỏi vô ý thức lui lại một bước gắt gao nhìn chằm chằm lý thất dạ trong tay tinh trụ không sai thái sơ chi quan lý thất dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói thiên địa sơ khai đạo thứ nhất ánh sáng, cũng là sau cùng một đạo thái sơ chi quan. Diệt thế chi quan, ánh sáng hủy diệt. Bất luận ngươi thế nào xưng hô nó đều được. Ta cho rằng, nó đã nổ. Lão đầu này chầm chầm vào tinh trụ bên trong quan mang, không khỏi ánh mắt nhảy lên một chút. Thiên địa, luôn có ngoài ý muốn, đều sẽ cho người ta lưu lại kinh hỷ, ngươi nói đúng hay không? Lý thất dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói ngươi kiếp nổ nó, ngươi cũng hẳn phải chết. Một tôn vô thượng khủng bố lui về sau một bước, chầm chầm vào thái sơ chi quan. Như cảm thấy thế nào? Lý thất giả dạ cười cười, từ từ nói, thứ này, không phải ai đều có thể nổ tung. Bất quá nha, đã đều kiếp nổ nó, ai còn có thể còn sống. Cho dù nó có thể hủy diệt hết thảy, nhưng là, chưa chắc có thể diệt đi tất cả chúng ta. Lão đầu này nhìn chầm chầm lý thất dạ trong tay tinh trụ. Lý thất dạ nhàn nhạt nở nụ cười, từ từ nói, cái này không trọng yếu, quan trọng là, nó đem tại đây nổ nát bấy, mà lại tạc không được dưới bầu trời. Đây mới là ta mục đích tới nơi này. Mặt khác vô thường khủng bố nhìn chầm chập lý thất dạ trong tay tinh trụ, bọn hắn biết rõ, lý thất dạ tới nơi này, không chỉ là muốn giết bọn hắn, hơn nữa là muốn đem cái thế giới này nổ rớt, bản này thế giới vốn là đã bị hủy diệt, nhưng, lý thất dạ hay là muốn bắt nó nổ rớt ngươi hẳn phải chết. Lão đầu này chầm chầm vào lý thất dạ, thái sơ chi quan nổ tung, trước hết nhất nhận được trùng kích nhất định là lý thất dạ, lý thất dạ nhất định là tan thành mây khói. Thì như thế nào đâu này? Lý thất dạ nở nụ cười, hơi hợt, rất tự nhiên, không sao cả, nói ra, chết mà thôi. Sao đủ thành đạo? Răng rắc một thanh âm vang lên, tại lý thất dạ vừa dứt lời hạ thời điểm, trong tay hắn tinh trụ thoáng cái xuất hiện vô số khe hở không chứng kiến lý thất giả dạ đã bóp nát tinh trụ đem mình hết thảy huyết khí đại đạo lực lượng đều rót vào tinh trụ bên trong cái thanh này trước mắt vô thường khủng bố đều dọa sợ đã muộn tại thời khắc này lý thất giả dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt dáng tươi cười là như vậy tự nhiên là như vậy thông dong là như vậy tiêu sái lại là như vậy sâu sắc oanh một tiếng vang thật lớn thái sơ chi quan nổ tung toàn bộ thế giới sáng chói trong một chớp mắt khủng bố đến không cách nào tưởng tượng lực lượng đánh bay tại cửu giới tại thập tam châu tại tam tiên giới ba ngàn đại thế giới liền ngay trong chớp mắt này có từng tôn cự đầu cảm ứng được ngay tại thái sơ chi quan muốn nổ tung thời điểm có từng tôn cự đầu ngẩng đầu trông về phía xa không tốt ở đằng kia thuộc địa bên trong có người cự đầu thoáng cái ý thức được cái gì hít một hơi lạnh khí hoảng sợ hắn có thái sơ chi quan. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nháy mắt vang vọng ba ngàn đại thế giới, cửu giới, thập tam châu, tam tiên giới. Tất cả thế giới đều bị một tiếng này nổ mạnh giật mình động. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, giống như ba ngàn thế giới đều tan thành mây khói, ba ngàn thế giới tỷ tỷ ức vạn sinh linh đều bị dọa đến hồn phi phách tán, tê liệt trên mặt đất. Tại, oanh, một tiếng nổ tung thời điểm, tại trên trời cao, vô tận hào quang nháy mắt tách ra nháy mắt quanh tạc đi ra một màn như vậy thật giống như trong mưa đêm ngoài cửa sổ đột nhiên có một đạo đáng sợ không gì sánh được sấm sét thoáng cái nổ tung không chỉ là đáng sợ thiểm điện chi quan chiếu sáng toàn bộ đêm mưa tại phanh một tiếng ở bên trong đáng sợ sấm sét đều vỡ nát cửa sổ như vậy diệt thế uy lực thì kinh khủng cỡ nào coi như là cự đầu đều bị dọa sợ Quanh, nổ mạnh phía dưới thái sơ chi quan nổ nát hết thảy trên trời cao hết thảy bị oanh diệt bạo tạc lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn kinh khủng lực xung kích nháy mắt xông về ba ngàn đại thế giới cửu giới thập tam châu tam tiên giới cũng không thể may mắn thoát khỏi nghe được phanh 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 nước vỡ thanh âm vang lên cửu giới cơ cấu hoàn toàn tan vỡ ngay sau đó chỉ thấy thiên địa văn tung tóe cửu giới thập tam châu đều thoáng cái lệch vị trí Oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, vô số dãy núi nứt vỡ, từng cái mênh mông biển lớn xé rách, rộng lớn đại lục thoáng cái phá thành mảnh nhỏ. Cửu giới, thập tam châu đều ở đây cái thời điểm bị khủng bố lực lượng đánh cho lệch vị trí, có đại lục nháy mắt bị ném ra cửu giới bên ngoài, có đại lục nháy mắt đụng nhau đụng, lẫn nhau nhét chung một chỗ, nhân hoàng giới, thiên linh giới, u thánh giới. Một giới lại một giới cơ cấu đều văng tung tóe, từng cái thế giới đều đụng vào nhau, lẫn nhau chen chúc lại với nhau. Tại, quanh, nổ mạnh phía dưới, càng là có tán địa bị khủng bố vô cùng lực xung kích đánh ra, nháy mắt thoát ly cửu giới cơ cấu. Long trời lở đất, quanh, 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 nổ mạnh không ngừng bên tai, cửu giới, thập tam châu, tam tiên giới. Đều phát hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, ba ngàn đại thế giới đều tại như thế đáng sợ lực xung kích phía dưới, thoáng cái biến thành hoàn toàn thay đổi. Xứng đáng sợ lực xung kích trôi qua về sau, vô số sinh linh may mắn còn sống sót về sau, phát hiện mình thế giới đã biến thành hoàn toàn thay đổi rồi, triệt để bị cải biến. Trong khoảng thời gian ngắn, ba ngàn đại thế giới toàn bộ sinh linh đều ngây dại, tất cả mọi người không biết rõ nói cái gì lời nói tốt. Tại như thế đáng sợ hủy diệt phía dưới, thiên kiếp biến mất, thái sơ thụ cũng đã biến mất, hết thảy đều lại bắt đầu lại từ đầu. Lại bắt đầu lại từ đầu, kỷ nguyên mới ở thời điểm này, có người thấp giọng nói ra ba ngàn đại thế giới lại bắt đầu lại từ đầu hoàn toàn mới kỷ nguyên bị mở ra tại cửu giới rất nhiều đại giáo truyền thừa trong vòng một đêm tan thành mây khói giữa thiên địa có điềm xấu xuất hiện toàn bộ cửu giới hỗn loạn không chịu nổi nhưng lúc hủy diệt về sau lại là khởi đầu mới mới sinh mệnh sinh ra chủng tộc mới xuất hiện đương hết thảy đều lại bắt đầu lại từ đầu thời điểm kỷ nguyên mới bắt đầu luân hồi rồi ở đằng kia hoang loạn thời đại có đạo quân chứng đạo mà ra, tố bác hoang, đúc kết giới, trọng liên thiên địa. Ở đằng kia trong hỗn loạn, có điềm xấu ngược tứ thiên địa, có long đế, có thương tổ. Đại chiến thiên hạ, ra vào cấm khu. Đại thế ban đầu, có tiên nhân xuất hiện, truyền đại đạo, lấy lập thuyết, mà tiên hưng thịnh. Ở đằng kia hưng thịnh thời điểm có nữ hán tử ngang trời, bá tứ phương, bảo táp thế, treo lên đánh họ lý đấy hết thảy đều tại luân hồi, kỷ nguyên mới, thế giới hoàn toàn mới. Nhưng là, không có ai biết, tại đây thế giới hoàn toàn mới một chỗ nào đó, có một đạo yếu ớt không gì sánh được quan mang tại rất nhỏ nhúc nhích, tại dùng trăm ngàn vạn năm thời gian cải tạo, tại vô thanh vô tức thử trùng sinh. Chương 3244, trong đầm lệ ảnh Thanh Sơn Lục Thủy, thần phong kỳ tuấn, mười phần xinh đẹp. Tại đây phiến vùng đất bên trong, chính là dãy núi Phật Phòng, có thần phong thẳng vào mây xanh, cũng có kỳ sơn hiển hiện dị tượng, thác nước càng là như từ trên trời giáng xuống, như lụa trắng bình thường treo trên bầu trời. Tại dãy núi bên trong, có chim loan bay lượn, có kỳ thú kêu khẽ, cũng có ác điểu chụp mồi. Thần Huyền Tông, tự là mảnh đất này chấp chưởng đại giáo, đồng thời, thần Huyền Tông cũng là Tây Hoàng trên phiến đại địa này một đời giáo phái thần huyền tông. Có thể nói là sâu xa chảy dài, khai tông thủy tổ có thể truy tố đến một cái đằng trước kỷ nguyên, thì ra là cửu giới kỷ nguyên. Không sai, cái này là thời đại mới, truyền thuyết cửu giới cũng sớm đã không còn tồn tại, tại năm đó cửu giới sụp đổ cách về sau, liền tiến vào hoàn toàn mới kỷ nguyên. Từ đó về sau, cửu giới đã trở thành truyền thuyết, cái này kỷ nguyên cũng được xưng chi vì cửu giới kỷ nguyên. Cửu giới nứt vỡ, thiên địa cải tạo, từ đó về sau, không còn có cửu giới, chỉ có bác hoang. Bác hoang tựu là tại cửu giới nghiền nát thế giới cải tạo thế giới. Tiến nhập bác hoang kỷ nguyên về sau, từ nay về sau nên đón đạo quân thời đại, cái gì tiên đế, cái gì hoành kích, đều đã đã trở thành truyền thuyết, không tồn tại nữa. Trăm ngàn vạn năm đi qua, cổ xưa kỷ nguyên đủ loại trật sự tình đã biến mất tại dòng sông thời gian bên trong, đã từng kinh diễm vô song nhân vật cũng bị người đời sau quên lãng. Đây là bát hoang kỷ nguyên, đạo quân thời đại, tại lúc này một cái kỷ nguyên bên trong, hưng thịnh phát triển, nên đón một vị lại một vị kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cũng nên đón một cái lại một cái đại giáo tông môn cuộc khởi. Thần Huyền Tông, chính là một cái sừng sững tại bát hoang một trong tây hoàng đại địa một cái đại giáo, nó xây dựng vào cái kia xa xôi thượng cổ kỷ nguyên, hạ thẳng truyền thừa đến hôm nay, có thể nói là nội tình thâm hậu, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tại thần Huyền Tông phía sau núi bên trong, này là thần huyền tông tu hành trọng địa, phổ thông đệ tử không thể bước vào. Tại hậu sơn chỗ bí ẩn, có một cái đầm nước, đầm nước thanh pha, có thể thấy được tôm cá, lúc ánh mặt trời chiếu xuống trong đầm nước thời điểm, chấp động lên quan sóng, giống như mảnh vàng vùng chiếu xuống trên mặt nước đồng dạng. Lúc này, có một cái mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử tại đây trong đầm rửa chải đầu, nàng toàn thân ngâm tại thanh pha trong đầm nước, hưởng thụ lấy mười phần thích ý mát lạnh lần này bế quan khổ tu, nàng rốt cục xuất quan, hảo hảo rửa sạch buông lỏng một phen. Đầm nước mát lạnh, làm dịu mỗi một tấc da thịt, cả người ngâm ở trong nước, ướt ác như ngọc như son da thịt, mát lạnh cảm giác thông suốt tràn ngập toàn thân, mười phần khoan khoái dễ chịu. Nhẹ nhàng mà vốc lên đầm nước, theo như ngọc bình thường trên da thịt chậm rãi trật xuống, lướt qua này mỹ diệu không gì sánh được đường công. Càng lộ ra ống ánh cùng vũ mị giống như hoàng mỹ không gì sánh được tác phẩm tại thủy quan cái bóng bên trong có thể chứng kiến cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người dung nhan cái kia quét nhẹ lông mày kẻ đen giống như núi xa bên trong ngưng thúy cái kia da thịt tuyết trắng vô cùng mịn màng hở ra mũi ngọc càng lộ ra xinh đẹp một điểm đỏ thẩm môi mang theo ba phần vũ mị. nhưng này nhẹ vẫn lên khóe miệng bên trong lại để lộ ra ba phần khí khái hào hùng thoạt nhìn là mười phần xinh đẹp dung nhan càng là xinh đẹp đấy, chính là cái kia một thân đường công, sung mãn mà điện thực, giống như vừa mới thành thục bồ đào. Da mỏng mà ống ánh, mỹ vị nhiều chất lỏng, khiến người không khỏi muốn cắn lên một cái. Đương bọc nước tại tuyết trắng phía trên nhấp nhô thời điểm, ước ác nhẹ nhàng xẹt qua đường công, non kiều mà mỹ diệu, khiến người có hái xúc động. Nữ tử nhẹ nhàng vốc lên đầm nước, đầm nước theo giữa ngón tay rơi rụng, nhẹ nhàng mà hạ xuống trên da thịt, văng lên bọc nước, dưới ánh mặt trời, nổi lên hào quang, tuyết trắng cùng ánh mặt trời đang vào lẫn nhau, tạo thành xinh đẹp không gì sánh được một bức tranh. Nữ tử nhẹ nhàng mà lau sạch, rửa sạch, xóa hết vết mồ hôi, hưởng thụ lấy mát lạnh. Vừa lúc đó, nghe được từng ực, từng ực, từng ực, từng ực thanh âm vang lên, trong đầm nước bốc lên từng chuỗi bong bóng, cái này từng chuỗi bong bóng càng bốc lên càng lớn, đầm nước đều quay cuồng lên. Đấy đầm hạ đột nhiên toát ra bong bóng, lập tức nhường nữ tử dừng một chút, nàng không khỏi đề phòng lên, cho rằng trong đầm có cái gì thủy quái xông ra. Nhưng, nàng tưởng tượng, lại cảm thấy không đúng, nơi này là bọn hắn thần huyền phong phía sau núi, nơi nào có cái gì thủy quái. Rầm, một thanh âm vang lên, ở thời điểm này, trong đầm nước toát ra một người đến, vừa nhô ra thời điểm. Từng ngụm từng ngụm thở phì phò, tự hồ là sắp bị kìm nén mà chết rồi. A, à, vừa nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện người còn là một người nam nhân lập tức đem cái này nữ tử dọa đến hét lên một tiếng lập tức lui lại vội vàng che lồng ngực nhanh kìm nén mà chết ta rồi lại là trong nước sống lại theo trong nước xuất hiện nam tử không khỏi lắc đầu nữ tử này hoảng sợ tự mình rửa tắm trong đầm nước đột nhiên toát ra một cái như vậy nam nhân này làm sao không đem nàng hù sợ đâu này huống chi nơi này là thần huyền tông sau núi ngày bình thường không dễ dàng đặt chân. Như vậy một cái như vậy nam tử là từ đâu xuất hiện đấy? Kinh hải tầm đó, nữ tử phản ứng rất nhanh, xiêm y một quyển, lập tức bao lấy thân thể mềm mại, miễn cho bị người khác thấy hết. Ken, một thanh âm vang lên, hàng quang lóe lên, nữ tử đã cầm trong tay bảo kiếm, mũi kiếm chống đỡ nam tử lòng ngực rồi. Nói, nữ tử này quát một tiếng, ngươi là người phương nào, vì sao ở chỗ này? Nói xong, tú Mục phát lạnh, đã tập trung vào trước mắt nam tử này. Nam tử này, thoạt nhìn chừng 20, tuổi trẻ bình thường, một bộ phổ phổ thông thông dáng dấp, bình thường đến không thể lại bình thường. Tự hồ người giống như hắn vậy, tùy tiện ném tới trên đường cái, cũng sẽ không có nhiều người chú ý. Nhưng là, lại nhìn kỹ bên trên liếc, lại cảm thấy người thanh niên này một đôi mắt đặc biệt rất đừng, về phần thế nào đặc biệt, nữ tử cũng nói không đi ra, tự hồ hắn một đôi mắt này đặc biệt thâm thúy, lúc hắn xem ngươi liếc thời điểm, tự hồ ngươi cũng sẽ bị hắn một đôi mắt này hấp dẫn lấy đồng dạng. Ở thời điểm này, người thanh niên này mới ngẩng đầu, không có để ý chống đỡ tại chính mình yết hầu trước thần kiếm, quản chi mũi kiếm đã nhanh muốn đâm trách hắn yết hầu làn da rồi. Nhưng, hắn yên nguyên mười phần bình tĩnh thông dong, tự hồ thanh thần kiếm này hoàn toàn không tồn tại, tự hồ cái này căn bản liền không có nguy hiểm gì đồng dạng. Đương người thanh niên này ánh mắt rơi vào nữ tử trên thân thời điểm, tốt nhất đánh giá nàng, ánh mắt của hắn là như vậy tùy ý, lại là làm càng như vậy, hoàn toàn không có gì đi lẫn tránh, hoàn toàn không có gì đi kiên kỵ, tự là mười phần tùy ý nhìn. Lúc này nữ tử toàn thân ngâm tại trong đầm nước, quảng chi là người mặc xiêm y, nhưng đều đã là ướt đẫm, huống chi chỉ là gần kề choàng một kiện xiêm y mà thôi, tại bị đầm nước ngâm phía trên. Đã là chặt chẽ dáng thân thể mềm mại của nàng, cái kia sung mãn mà điện thực, chính là liếc có thể thấy được, tận lãm xinh đẹp. Tại nơi này thanh niên ánh mắt mười phần tùy ý cùng sùng xã tứ phía đánh giá tự mình thời điểm, nữ tử lập tức cảm giác mình bị thấy hết, hơn nữa tự hồ là trong trong ngoài ngoài đều bị nhìn thấu triệt, tại cái kia mười phần làm càng, mười phần tùy ý dưới ánh mắt, nàng căn bản chính là không chỗ ẩn thân, tự hồ không có gì có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn đồng dạng. Nhắm mắt lại phía dưới, nếu không, đem người con mắt đào xuống tới. Bị một cái nam tử xa lạ như thế như vậy xem được sạch trơn, lập tức nhường nữ tử này quê quá hóa giận, mặt đỏ bừng, quát một tiếng, trong tay thần kiếm siết chặt, chỉ kém như vậy tí ti liền có thể đâm trách cổ họng của hắn rồi. Nhưng là, thanh niên lại hồn nhiên không thèm để ý, là như vậy thông dong tự tại, giống như chống đỡ tại chính mình yết hầu trước không phải một thanh trường kiếm, hắn chỉ là rất tùy ý, nói ra, nơi này là nơi nào thần huyền tông, ngươi là ai? Nữ tử này không khỏi mặt trầm xuống, tú một phát lạnh, nghiêm nghị nói, ngươi vì sao trốn ở chỗ này, là ai phái ngươi tới? Nói đến đây. Nàng không giận mà uy, trên trán có sát khí. Nơi này là thần huyền tông phía sau núi, đừng nói là một ngoại nhân, chính là một cái thần huyền tông đệ tử cũng không thể đơn giản đi đến nơi này, huống chi lại còn trốn ở nàng tắm rửa trong đầm nước, cái này có thể nói là to gan lớn mật càng quan trọng hơn là tự mình kiều thể lại bị một cái như vậy nam tử xa lạ trong trong ngoài ngoại xem đến sạch trơn đây tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ hắn cho nên lúc này nữ tử ánh mắt phát lạnh lại dò xét trước mắt nam tử này một phen nam tử này bình thường hơn nữa bất luận là thế nào xem đều không giống như là cái gì người tu đạo nhìn hắn dáng dấp chính là một cái bình thường nam tử phàm là tục gian một thanh niên căn bản không phải là cái gì người tu đạo cũng không có cái gì công lực có thể nói. Vậy thì nhường nữ tử ngoài ý muốn, nàng nghĩ không ra vì cái gì một cái không có tu luyện qua phạm nhân sẽ xuất hiện tại đây trong đầm nước, đây quả thực là thật là quỷ dị. Lý thất dạ, người thanh niên này nhàn nhạt cười cười, nói ra, thần huyền tông, địa phương nào? Cửu giới ở đâu? Lý thất dạ, không sai, hắn tựu là lý thất dạ, tại trăm ngàn vạn năm trước. Tại thương khung bên ngoài, thái sơ chi quan sang bằng hết thảy trăm ngàn vạn năm nỗ lực về sau hôm nay hắn rút cuộc sống lại tại cửu giới bên trong phục sinh đương nhiên cái này phục sinh bí mật sau lưng nơi cất giấu lấy huyền ảo đương nhiên sẽ không có người biết rõ hắn cũng sẽ không cáo tri người khác chỉ có điều phục sinh địa điểm đó là có chút xuất phát từ hắn bất ngờ cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong địa phương toát ra một cái như vậy địa phương xa lạ cái gì cửu giới chưa từng nghe qua Nữ tử này lạnh lùng nói, đừng nhìn quanh hai bên mà nói hắn, mau trả lời ta mà nói. Bất quá. Vừa nhắc tới cửu giới thời điểm, nữ tử cảm thấy có chút quen thuộc tai, giống như nghe qua, nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là lóe lên mà, không có đi nghĩ lại. Tại đây không phải cửu giới là cái gì. Lý thất dạ nhìn một chút bầu trời, bầu trời xanh thẳm, hết thảy mạnh khỏe, giữa thiên địa nên tồn tại đồ vật, yên nguyên còn tại, hắn không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt bác hoang bác hoang tây hoàng nữ tử lạnh lùng nói ngươi còn không biết tự mình đang ở địa phương nào sao đừng cho ta giả ngu bác hoang lý thất dạ nhẹ nhàng mà thì thầm một chút biết là chuyện gì xảy ra rồi lạnh nhạt nói cả danh tự rồi danh tự bình thường thôi rồi không lớn đấy nói ngươi là thế nào đi đến nơi này hay sao Nữ tử lạnh lùng quát khẽ nói, Lý Thất Dạ không có trả lời vấn đề của hắn, chỉ là nhìn nữ tử liếc, nói ra, ngươi tên gì? Cung Thiên Nguyệt. Nữ tử không chút suy nghĩ, bật thốt lên nói ra. Vừa báo bên trên tự mình danh tự, nàng liền không khỏi quê quá hóa giận rồi. Bởi vì cái này thanh niên rất tùy ý vừa hỏi, nàng vậy mà không tự chủ được trả lời vấn đề của hắn, đây hết thảy đều là như vậy tự nhiên, tự hồ đây hết thảy đều là đương nhiên đồng dạng.